Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. chương 251 Lát nữa, em sẽ phục vụ anh cẩn thận, và cùng anh làm hết tất cả tư thế. Ha ha, vậy anh phải cố gắng học hỏi rồi. Nở nụ cười tục tiếu, anh ta muốn nắm lấy tay Doãn Thư nhưng lại bị cô ta né tránh. Phàn Cương liếm đôi môi có chút khô của mình, quyết định phải nhanh chóng dọn dẹp Giang Hải để còn thưởng thức cô em Doãn Thư này. Không chút cảnh báo, Phàn Cương lập tức ra tay chớp cái lao thẳng về phía Giang Hải. Giữa cổ võ giả và võ giả bình thường có sự khác biệt rất lớn. So với võ giả bình thường, tốc độ của Phan Cương nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Mà Phan Cương lại còn không phải là cổ võ giả bình thường, anh ta chính là một trong những người rất mạnh. Hình bóng của Phan Cương ở trong mắt của Giang Hải ngày càng tới gần. Giang Hải vẫn luôn đứng yên tại chỗ, Phan Cương trong đồng tử của anh dường như đã trở thành một cái xác chết. Nhưng, lúc này Phan Cương đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, anh ta cảm nhận thấy nguy hiểm, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi khó tả. Yêu! Ở ngoài cửa có một hòn đá nhỏ bay đến phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Phan Cương sừng sốt, chẳng trách Giang Hải lại có sức mạnh như thế hóa ra là đang giấu một cao thủ khác. Người này là ai? Audio điện tử võ tấn bền. Không có thời gian để suy nghĩ, lúc đến nhanh lúc về cũng nhanh, Phàn Cương lập tức rút lui. Phàn Cương muốn nhìn thấy người có sức mạnh điều khiển được viên đá như vậy. Khi hai cao thủ đối đầu với nhau phải xem xét đến những chi tiết nhỏ, có thể chỉ là một sai sót nhỏ, cái giá phải trả sẽ là cả mạng sống. Cạch. Một âm thanh vang lên, viên đá xuyên vào trong cây cột gỗ, cả căn nhà gỗ khẽ rung lên. Mặt Phàn Cương biến sắc, người đến rất nhanh và rất mạnh mẽ, khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm và hoảng sợ món ăn này của doãn thư rất ngon và đẹp mắt nhưng có vẻ hơi khó nuốt anh ta không ngờ lại có thể gặp loại cao thủ này thất hồn kim thâu quay đầu nhe răng cười nếu nói giang hải là một vị thần trong lòng kim thâu vẫn còn một vị đại thần khác đó chính là thất hồn những chuyện ở bên ngoài làm gần xong rồi tiền nhất bảo tôi về trước vẻ mặt của thất hồn rất bình tĩnh bên cạnh giang hải đúng là rất cần người hơn nữa còn phải là cao thủ giang hải khẽ gật đầu biết thất hồn đang nói chuyện gì anh ta giao cho cậu đấy nói xong giang hải nhìn doãn thư người phụ nữ này đêm nay phải chết người phụ nữ như doãn thư này không chỉ lòng dạ độc ác mà còn mưu mô xảo quyệt cho nên nhất định không thể để cô ta sống thế giới ngầm luôn tôn thờ quan niệm cá lớn nuốt cá bé và tuyệt đối không cho đối thủ có cơ hội sống sót ngay cả khi đối thủ này không đáng để đối mặt mày là ai Phan Cương muốn biết thân phận của đối thủ của anh ta, cái tên thất hồn này lần đầu anh ta nghe đến. Tuy nhiên, người có loại khả năng như này đương nhiên không hề tầm thường. Giết một thất hồn thì đơn giản thôi, nhưng nếu đắc tội với người không nên đắc tội, thì quả thực là một chuyện không tốt. Vì con bé doãn thư này, vì có được một tỷ, Phan Cương cảm thấy không đáng. Tao là ai, mày không xứng được biết. Thất hồn mặt không biểu cảm, đồng thời ánh mắt mà anh ta nhìn những người dám ra tay với Giang Hải, chẳng khác nào đang nhìn một người chết. Trong chớp mắt, thất hồn đã xuất hiện trước mặt Phàn Cương. Vèo vèo, tất cả mọi người đều há hốc miệng, ngay cả Phàn Cương cũng không ngoại lệ. Bởi vì tốc độ này còn nhanh hơn cả sức tưởng tượng của anh ta. Đây có phải là tốc độ mà một cổ võ giả nên có không? Không, đây tuyệt đối không phải là tốc độ một người nên có. Dù có tu luyện cao đến đâu, cơ thể con người cũng có giới hạn chịu đựng trong phút chốc phản cương nghĩ đến một khả năng thất hồn dùng bí thuật gia tăng tốc độ nếu không tuyệt đối không bao giờ có người có thể có được tốc độ nhanh như vậy nếu đã là bí thuật thì không nên sử dụng liên tục không thì tác dụng phụ rất lớn phản cương ngay lập tức phản ứng lại anh ta muốn tiếp tục dây dưa với thất hồn chỉ cần thất hồn tiếp tục sử dụng bí thuật thì sẽ kéo thất hồn vào chỗ chết còn doãn thư thì vô cùng lo lắng cô ta biết thất hồn rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến thế đối đầu với giang hải là chuyện ngu ngốc nhất mà cô ta đã làm trong cuộc đời này trong lòng doãn thư rất hỗn loạn cô ta không biết rốt cuộc là vì sao mà mình với giang hải lại đi đến bi kịch ngày hôm nay vì doãn bằng liệu có đáng không vì nhà họ doãn dường như không phải nhìn ánh mắt của giang hải doãn thư đột nhiên cảm thấy tất cả đều đã kết thúc rồi cô ta không phải là đối thủ của thất hồn không ngờ phản cương cũng không phải Lúc này, Giang Hải nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng. Tay cô ta lạnh ngắt và đôi chân cũng khẽ run rẩy. Thậm chí, tinh thần của Doãn Thư lúc này còn có chút hốt hoảng. Cứ như vậy mà sống cả đời. Trong lòng có chút tỉnh ngộ, cô ta không còn nhìn thấy ánh nắng của ngày mai nữa. Trên vẻ mặt sợ hãi của Phàn Cương kèm theo chút hung dữ. Là một cao thủ, anh ta vô cùng bình tĩnh. Đạp mạnh chân một cái, cơ thể bay lên không trung ngay lập tức, người đã bỏ chạy xa 10 mét. Mà thất hồn cũng không đuổi theo, đầu hơi quay sang, khóe miệng nở nụ cười. Mày, tự sát. Phàn Cương sửng sốt, mày nói cái gì? Tự sát. Làm sao có thể như thế? Ngay cả khi Phàn Cương biết mình không đấu lại được, anh ta sẽ chạy, liều mạng chạy và thậm chí sẽ quỷ gối xin tha. Nhưng, anh ta tuyệt đối sẽ không tự sát. Tất cả mọi người ở hiện trường đều có chút hoang mang. Doãn thư mặt mày cao có, cũng dần dần thả lòng. Tốc độ của thất hồn nhanh khủng khiếp. Thế nhưng, lực tấn công dường như vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ anh ta đã tu luyện tốc độ đến cực hạn, nhưng chiêu thức tấn công vẫn ở giai đoạn sơ cấp. Nếu là như thế thì Phản Cương không phải là không có sức chiến đấu, thậm chí đánh bại thất hồn chỉ còn là vấn đề thời gian. Sờ cổ mày xem. Trong tay của thất hồn, có một sợi dây nhỏ gần như trong suốt, không được chú ý. Tỏa long khâu đừng có mà cố làm trò ở đây mày chẳng qua là đang nói phan cương cảm thấy có gì đó không ổn cổ của mình quả thực có chút ngứa chẳng lẽ lúc thất hồn đứng trước mặt gã đã làm gì rồi giang hải thích dùng ám khí lẽ nào thất hồn này cũng là một trong những cao thủ đó khoảng cách gần như vậy nếu ra tay đột ngột thì sẽ dễ dàng thành công tuy nhiên ngay cả khi thất hồn sử dụng ám khí thì không có lý nào mà anh ta không cảm nhận được trong vô thức, Phan Cương sờ vào cổ mình và trên tay dính đầy chất lỏng ấm ấm. Sau đó, Phan Cương ngửi thấy mùi máu tanh. Cúi đầu xuống nhìn, trên tay quả thực là máu. Nhưng sau đó, Phan Cương cảm thấy trời đất quay cuồng, nhào lộn vài vòng và mặt đập xuống đất. Sau đó, anh ta mất đi ý thức và cũng kết thúc cuộc đời mình. Tất cả mọi người nhà họ Doãn đều vô cùng kinh hoàng. Doãn Thư gần như ngừng thở, rõ ràng cô ta thấy Phan Cương đang yên ổn đứng ở đó lúc sau trên cổ xuất hiện một đường màu đỏ sau đó máu chảy ra cuối cùng đầu của phàn cương với vẻ mặt hốt hoảng lìa khỏi thân lăn vài vòng rồi rơi xuống đất mà thân thể của phàn cương thì vẫn đứng sờ sững tại chỗ máu me phun ra dữ dội cảnh tượng vô cùng kinh dị tao đã nói rồi là mày tự sát còn chết thế nào thì hy vọng diêm vương có thể trả lời cho mày thất hồn mặt vô cảm chậm rãi bước đến đứng sau lưng giang hải doãn thư từng nghe nhật đại lão nói trình độ cao nhất của võ đạo chính là tốc độ đôi khi người đó đã chết rồi nhưng vẫn không biết mình đã chết như thế nào và phàn cương chính là như thế thất hồn đứng trước mặt phàn cương chẳng qua là dùng tỏa long khâu quấn quanh cổ anh ta phàn cương chạy trốn theo bản năng do tốc độ quá nhanh nên không cả biết đầu của mình đã bị đứt từ lúc nào cho đến lúc chết phàn cương cũng không biết tại sao đầu mình lại bị đứt doãn thư cắn môi mặt cám như cho đến xác của phàn cương còn không dám nhìn mà cay đắng nhìn chằm chằm giang hải cô ta nhất định phải nhớ kỹ dù có đến kiếp sau cũng không được quên nhất định phải khiến giang hải mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được thay vào đó doãn thư nhìn vào thứ trong tay thất hồn có thể nói cho tôi biết đó là gì không tốc độ của thất hồn rất nhanh vũ khí giết người cũng rất kỳ lạ doãn thư nghĩ dù chết thì cũng cần phải biết mình đã bị giết như thế nào Tỏa Long Khâu. Đây không phải là bí mật gì, trong thế giới ngầm ai cũng biết điều này. Thất hồn cũng không keo kiệt, cho Doãn Thư biết rõ trước khi chết. Chỉ là nguồn gốc của thứ này bí ẩn, và nó được tạo ra thế nào còn bí ẩn hơn nữa. Ngay cả nhà khoa học chuyên nghiên cứu về vật liệu cũng không rõ, tại sao nó lại có thể dẻo dai và mạnh như thế. Nhừ mắt, Doãn Thư cắn răng nói, Giang Hải, muốn giết tôi thì giết đi. Nhưng vi vọng anh hãy tha cho bọn họ bọn họ già trẻ lớn bé đều vô tội. Doãn thư nhìn những cao thủ mà cô ta tìm tới. Đối mặt với 30 người của Giang Hải, đối mặt với thất hồn và Giang Hải, bọn họ không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Tuy nhiên, Doãn Thư không phải là một người từ bi, tự mình đi đến chỗ chết đổi lại cho người khác một cơ hội sống sót. Trong lòng Doãn Thư luôn nghĩ cho mình trước. Cô ta nghĩ, Giang Hải nhất định sẽ giết sạch, nếu đã vậy thì sao cô ta phải làm một người tốt? để những cao thủ này phát điên, bỏ đi sự rụt rè cuối cùng, trung thành với mình, liều mạng đấu với người của Giang Hải. Như vậy, khung cảnh lúc đó nhất định sẽ vô cùng lỗn loạn. Doãn Thư cũng có thể nhân cơ hội đó mà chạy trốn. Cô Doãn, chúng tôi thể sống chết với nhà họ Doãn. Cô Doãn, không phải chỉ có mấy chục người thôi sao? Chúng tôi làm được. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tất cả mọi người phản ứng điên cuồng, thậm chí Doãn Thư còn không ngờ đến. Một đám người ngu ngốc này, chỉ vì một câu của cô ta đã thể trung thành đến chết. Suýt nữa không nhịn được bật cười đắc ý. Doãn Thư bày ra vẻ mặt đau khổ, nhìn Giang Hải. "Giang Hải, hãy để bọn họ đi." Giang Hải khẽ cười, nhìn ánh mắt của Doãn Thư, làm sao anh không đoán ra được là Doãn Thư muốn làm gì chứ? Theo thói quen của Doãn Thư, ngay cả khi đã nắm chắc chuyện gì đó, cô ta cũng sẽ giữ lại một người thay thế để đề phòng bất chắc. Hôm nay, Doãn Thư Ngoan cố chống cự. Nhất định cô ta đã nghĩ đến đường rút lui, nhưng Giang Hải vẫn chưa thấy rõ Doãn Thư sẽ chạy trốn như thế nào. Được, bọn họ có thể đi. Giang Hải nhếch mép cười. Không chỉ có họ, những người còn lại của nhà họ Doãn, tôi cũng không giết. Hửm, điều này nằm ngoài dự đoán của Doãn Thư, Giang Hải làm sao có thể đồng ý diệt cỏ phải diệt tận gốc để trừ hậu họa về sau hôm nay giết sạch người nhà họ doãn không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người nhà họ doãn đến trả thù giang hải cô không nghe nhầm đâu tôi để bọn bọn đi đó chúng tôi không đi tôi muốn sống chết cùng cô doãn một người đàn ông cao to hét lên tuy nhiên mọi người ở bên cạnh lại không một ai hưởng ứng giang hải quay đầu lại nói vậy cậu ở lại những người khác bây giờ có thể đi ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Thật là xấu hổ, cậu ta ở lại chẳng khác nào tự chui vào chỗ chết. Nghe vậy, lập tức có người cẩn thận dè dặt đi về phía cổng, Giang Hải ra hiệu cho mọi người tránh đường. Doãn thư lo lắng, nếu mọi người đều đi hết, cô ta sợ mình thực sự sẽ chết ở đây. Khuôn mặt tức giận đến mức vặn vẹo, tiếng gào thét điên cuồng. Mọi người thực sự bỏ rơi tôi sao? chương 252 Đứng trước sự sống chết, tất cả mọi người nghĩ đến chỉ có mình mà thôi đây mới là bản chất thật của con người ánh mắt doãn thư hung ác sắc mặt khó chịu méo mó một âm thanh vang ra một cánh tay giơ lên một con dao phóng ra a à, người đầu tiên rời đi bị một con dao đâm vào sau lưng lập tức ngã nhòi xuống đất tất cả mọi người đều hoảng sợ doãn thư đã lộ ra bộ mặt thật để tôi xem hôm nay ai dám rời khỏi đây dù có chết thì Doãn Thư cũng phải lôi bọn họ chết theo. Cô ta thả ức hiếp người khác còn hơn bị người khác ức hiếp mình. Tuy nhiên, Giang Hải lại cười. Giang Hải muốn buông tha cho những cao thủ này, nhưng Giang Hải tuyệt đối không buông tha cho người của Phản Cương, có thể thấy 10 người này chính là người của Phản Cương. Kim Thâu, 10 người này không được đi, 30 người các cậu dùng thuật kết hợp tấn công là có thể đánh bại được. Giang Hải không thèm nhìn người phụ nữ điên rồ doãn thư này. Thất hồn sẽ xử lý sạch sẽ. Nói xong, Giang Hải quay lưng rời đi, sau đây là thảm kịch, không cần phải xem nữa. Trong thế giới hắc ám, giết chóc còn tàn nhẫn hơn ở đây vô số lần, Giang Hải sớm đã ngửi đủ mùi máu tanh rồi. Nhìn hình bóng của Giang Hải, Doãn thư im lặng, cô ta từ từ nhắm mắt lại. Cô ta đã chấp nhận số phận của mình. Với tốc độ của Thất hồn, muốn trốn thoát chỉ có nằm mơ giữa ban ngày. Vào lúc này cái chết là một sự lựa chọn tốt nhất. Hồi tưởng lại những năm qua, Doãn thư tính toán lập trăm phương ngàn kế, cuối cùng đã kiểm soát được nhà họ Doãn. Nhưng, từ đầu đến cuối tất cả đều bị hủy hoại dưới tay Giang Hải. Cho tôi chết một cách thống khoái đi. Đây là yêu cầu cuối cùng của Doãn Thư. Cô ta là cổ võ giả, trong lòng tự nhiên có một loại kiêu ngạo. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Doãn Thư đột nhiên cảm thấy, thật ra, là một người bình thường, biết đâu lại là một chuyện tốt ít ra còn có thể sống tiếp hơn nữa doãn thư cảm thấy là một người phụ nữ cũng rất tốt trèo càng cao thì ngã càng đau tham nhiều thì rủ do càng lớn kết cục của nhà họ doãn không thể thay đổi có lẽ tất cả phải quy tội cho doãn bằng nhà họ doãn tại sao lại thèm muốn tập đoàn uyển như tại sao lại sắp xếp doãn bằng đến thành phố giang tư nhà họ doãn đã có một vị trí nhất định ở danh quận tiêu biểu cho thế lực bề nổi và thế lực ngầm. Không còn nghi ngờ gì về địa vị và sức mạnh. Nhà họ Doãn sụp đổ, danh quận sẽ lại phân bổ thế lực lại. Nhưng, tất cả sẽ không còn liên quan đến Doãn thư nữa. Được, thất hồn mặt không biểu cảm, giết người đối với anh ta cũng như giết chết một con kiến. Nhà họ Doãn bị tiêu diệt chỉ trong một đêm. Thế lực danh quận cũng trái la ninh bởi nó. Có một số người biết một số tin tức Biết ai là người làm ra chuyện đó. Tuy nhiên, tất cả mọi người như đã nói trước với nhau, không một ai nói ra cái tên này. Ở danh quận, cái tên Giang Hải dường như đã trở thành điều cấm kỵ. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Giang Hải đã đi sâu vào lòng dân. Qua lời kể của những người sống sót rời khỏi nhà họ Doãn, sống sót sau thảm họa, Giang Hải đã trở thành một thần thoại. Hóa ra không chỉ có Giang Hải có sức mạnh phi thường, mà bên cạnh anh còn có một cao thủ cổ võ dã vô cùng mạnh chính là cao thủ đã giết phàn cương không một ai biết rõ vị cao thủ này mạnh đến cỡ nào không biết là dùng thủ đoạn gì phàn cương đã chạy rất xa rồi nói được vài câu đầu lại cứ thế rơi xuống kể lại những hình ảnh này những người sống sót đó toàn thân đều đang run rẩy hẳn là bọn họ sẽ gặp phải ác mộng liên tục trong một thời gian dài những người nghe kể câu chuyện này cũng đều vô cùng trái lan ninh cảm nhận được rất rõ hình ảnh đó sự đe dọa từ thành phố giang tư cũng vô cùng kinh hồn bạt vía thuận ta thì sống chống ta thì chết từ đầu đến cuối doãn thư hay nói chính xác hơn là nhà họ doãn đều tự mình tìm đến chỗ chết điên cuồng đâm đầu vào chỗ chết ở danh quận có người vui mừng cũng có người lo lắng rất nhiều lão đại vui đến mức đốt pháo chúc mừng cảm tạ ông trời đã sắp xếp một người như giang hải đến tiêu diệt nhà họ doãn độc tài ngang ngược những người này đã từng bị nhà họ Doãn áp bức, ước hiếp và sỉ nhục. Sự thê thảm của nhà họ Doãn khiến bọn họ rất phấn kích, cảm thấy như xé toang màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Còn Doãn Thư có phải là cổ võ giả hay không, lúc này đã không còn ý nghĩ gì nữa, không một ai quan tâm. Dù có đúng đi chăng nữa, thì bây giờ cô ta cũng chỉ là một cái xác không hồn. Cho dù cô ta là học trò của Nhật Đại Lão, vậy thì đã làm sao? Nhật Đại Lão mất tích đã mấy năm, không ai biết ông ta còn sống hay đã chết. Hơn nữa, dù Nhật Đại Lão có xuất hiện đánh nhau với Giang Hải, cũng đâu có liên quan gì đến bọn họ. Người của nhà họ Doãn đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản của nhà họ Doãn cho một người trẻ tuổi có mái tóc màu xanh với cái giá rất rẻ. Kim Thâu đã trở thành lão đại của thế lực ngầm ở danh quận chỉ trong một đêm. Kim Thâu có năng lực mạnh đến đâu không quan trọng, quan trọng là cậu ta đến từ thành phố Giang Tư, quản lý thế lực ngầm là theo ý của người đó những người còn lại của nhà họ doãn tổ chức một cuộc họ gia đình nhất trí mai danh ẩn tích và không bao giờ nhắc đến hai chữ trả thù trong suốt phần đời còn lại ngày hôm sau thi thể của phàn cương được người khác đưa đi người đó là ai giang hải không quan tâm và cũng không muốn hỏi là người của phàn cương sau khi nghe tin phàn cương đã chết phản ứng đầu tiên của họ là giận dữ tuy nhiên khi bọn họ mang thi thể của phàn cương trở về lại không một âm thanh phàn cương bị giết bởi một cú đánh anh ta còn chưa kịp làm gì ngay cả khi chết trên khuôn mặt vẫn còn là biểu cảm ngỡ ngàng điều đó cho thấy năng lực của người giết phàn cương vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ thậm chí chết thế nào ngay cả anh ta cũng không biết năng lực siêu phàm của người này khiến người ta vô cùng sợ hãi không ai lại dại mà đấu với loại người này ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường lệ và bầu trời của danh quận đã thay đổi hầu hết các thế lực ngầm ở danh quận được kiểm soát bởi kim thâu ở những nơi không được kiểm soát một nhóm lão đại kinh hoàng khiếp sợ và tỏ ý muốn đầu hàng nhà họ doãn đã bị tiêu diệt bọn họ ai còn dám phản kháng đối diện với mặt trời mọc một chiếc xe bay như tên bắt trên đường cao tốc giang hải người đã gây ra cơn sóng thần ở danh quận đang nằm ngủ ở ghế sau trong xe rất yên tĩnh không một ai dám làm ồn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của giang hải tuy nhiên, trên khuôn mặt của bọn họ lại vô cùng phấn khích. Nhà họ Doãn ở danh quận từng lừng danh một thời, ngay cả trong mơ cũng không với tới, nhưng bây giờ nó lại bị hủy diệt trong tay họ. Giang Hải chậm rãi mở mắt, nhìn ánh mặt trời chói trang. Còn bao lâu nữa? Làm xong việc, chuyện đầu tiên mà anh làm là đến thành phố Hải Hà. Sắp xếp những người còn lại về thành phố Giang Tư, chỉ đưa theo hai người đi cùng. Đã đến địa phận thành phố Hải Hà, còn 30 phút nữa là đến thôi ạ." À. Lái xe là một người tên An Đào, nhìn lướt qua bản đồ, trả lời một cách cẩn thận. Giang Hải khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Sau khi nhận được tin tức về tạ siêu mộ, Giang Hải lập tức liên lạc với Tử Quỷ. Hy vọng khi Giang Hải đến nơi thì Tử Quỷ cũng đã đến. Năm đó, Đế Vương có ơn với Tử Quỷ, những năm gần đây Tử Quỷ cũng luôn trả ơn Đế Vương. Và đương nhiên, kiểu gì cũng sẽ đến một ngày trả ơn xong và ngay cả giang hải cũng cảm thấy ngại khi để ông ấy phải chạy đến thành phố hải hà xa xôi thành phố hải hà diệp ra đôi mắt của diệp thụy nguyệt trũng sâu đờ đẫn cô ấy đã mấy ngày không nghỉ ngơi từ quỷ đến nơi sau khi kiểm tra và ổn định bệnh tình trước ông hắc lập tức kéo đi hỏi chuyện nhìn tạ siêu mộ nằm trên giường hơi thở đã đều đặn diệp thụy nguyệt không chống đỡ được nữa mà nằm gục ở bên giường ngủ thiếp đi khi giang hải đến Tống Kỳ Vân dù cơ thể đã già nuôi yếu đuối vẫn đích thân ra chào đón anh. Giang Hải lịch sự hỏi tử quỷ toàn thân nồng nặc mùi rượu, đây là bệnh gì? Bệnh chân linh, tử quỷ khịt mũi, lấy chai rượu ở bên hông ra, ngẩng đầu một hơi uống cạn. Tử quỷ, luôn có rượu ở bên người, trước nay chưa bao giờ tỉnh cũng chưa bao giờ say. Giang Hải sửng sốt, vẻ mặt kỳ lạ. Bệnh này, xác suất rất thấp. Giang Hải cũng từng bị bệnh như vậy, nhưng nó rất nhẹ và không cảm nhận được. Không cần tử quỷ phải nói rõ, Giang Hải cũng biết muốn chữa khỏi bệnh cho tạ siêu mộ thì cần phải chuẩn bị những gì. Nhưng thứ đó, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Linh bài, tôi sẽ đi Thái Lan ngay." Giang Hải trầm giọng nói. Sau khi giải thích, tất cả mọi người đã hiểu bệnh chân linh là gì, đơn giản mà nói thì là linh hồn có vấn đề. Tuy nhiên, linh hồn nói ở đây không phải là ma con người sinh ra có linh hồn và khi chết đi cũng như cây đèn bị tắt linh hồn cũng biến mất là một khái niệm cũng rất huyền diệu khi đến xem tạ siêu mộ giang hải chú ý đến diệp thụy nguyệt đầu tiên trong lòng có chút xúc động cô ấy thực sự đã coi tạ siêu mộ như là con ruột của mình sau khi tỉnh dậy diệp thụy nguyệt mệt nhoài nhìn giang hải gặp lại giang hải cô ấy nên vui mừng mới đúng nhưng nhìn tạ siêu mộ khuôn mặt lại có chút áy náy đều tại tôi như thể đã tìm được nơi để nói hết lòng mình diệp thụy nguyệt không kìm nổi mà rơi nước mắt giang hải dịu dàng lau nước mắt giúp cô đây là bệnh bẩm sinh không liên quan đến cô linh bài chỉ có ở thái lan là một vị cao tăng sở hữu bí thuật đại thừa truyền tu vi cả đời của mình vào linh bài thứ này rất khan hiếm nên còn quý hơn cả xá lợi ở diệp ra một đêm sáng sớm tử quỷ đã rời đi mà không nói một lời chào còn giang hải cũng theo sự sắp xếp của tống kỳ vân ngày hôm sau sẽ đi lên máy bay đến thái lan anh giang cái này có phải là linh bài không buổi tối diệp thụy nguyệt đến thăm và đưa cho anh một bức ảnh con người đột nhiên co lại cô lấy ở đâu vậy tôi có một người bạn ở thái lan đây là ở nhà người bạn này diệp thụy nguyệt nói mấy hôm trước khi nói đến linh bài cậu ấy đã gửi cho tôi bức ảnh này giang hải im lặng không nói gì diệp thụy nguyệt nói tôi đi thái lan cùng anh nhé cái này quá nguy hiểm không phải là thái lan nguy hiểm mà là thân phận đế vương của anh giang hải là người tài cao dũng cảm và không sợ âm mưu thủ đoạn còn diệp thụy nguyệt chỉ là một cô gái yếu đuối định từ chối thì diệp thụy nguyệt nói lấy được đồ thì sẽ về ngay thiên thọ còn đang đợi chúng ta cứu cuối cùng giang hải cũng gật đầu đi cùng tôi cũng được nhưng cô phải hỏi ông cụ diệp mới được Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thụy Nguyệt đột nhiên đỏ bừng, cô ấy có chút ngượng ngùng, tôi hỏi rồi, ông Cố nói chỉ cần ở bên cạnh anh là họ yên tâm rồi. Giang Hải không phải là không biết tấm lòng của Diệp Thụy Nguyệt, nhưng Giang Hải đã có Cố Uyển như rồi. Trái tim của Giang Hải không thể chia làm hai. Cho dù trước đây Giang Hải đã từng làm náo động thế nào vào ngày đại thọ 100 tuổi của Tống Kỳ Vân, thì những điều này đều không quan trọng với Diệp gia. Quan trọng là thân phận của Giang Hải, đế vương Tống Kỳ Vân từng nói, Diệp gia có được ngày hôm nay chính là nhờ đế vương ban tặng, không có người này thì cũng không có Tống Kỳ Vân ngày hôm nay, càng không có Diệp gia. Chính vì điều này mà Diệp Thụy Nguyệt, một cô gái chưa lấy chồng mang về một đứa con, Diệp gia không những không phản đối mà ngược lại còn vô cùng ủng hộ. Gắn bó thân thiết với Giang Hải, tương lai của Diệp gia rất đang được mong đợi. Chương 253. Không có chuyến bay nào bay thẳng từ thành phố Hải Hà đến Thái Lan nên tống kỳ vân đã sử dụng mối quan hệ để bao một chiếc máy bay trước khi đi tống kỳ vân vỗ nhẹ vào tay diệp thụy nguyệt đầy ẩn ý sâu xa ánh mắt như muốn khuyến khích cô theo đuổi hạnh phúc nhưng thật ra tống kỳ vân chỉ đang tự thỏa mãn bản thân ân huệ của đế vương là thứ mà ông ta không bao giờ có thể trả hết nếu giang hải chấp nhận diệp thụy nguyệt thì đó coi như là một chuyện tốt tất cả đều có lợi bất kể là đối với diệp gia với diệp thụy nguyệt với chính bản thân ông hay là với bất cứ ai, đều là chuyện có lợi. Giang Hải đương nhiên hiểu được ẩn ý sâu xa của ông ta, cười chế nhạo, quay mặt làm ngơ. Diệp Thụy Nguyệt xúc động, không ngờ trong một gia đình vốn có tư tưởng phong kiến, lại ủng hộ mình theo đuổi người đàn ông đã có vợ. Sau khi lên máy bay, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thụy Nguyệt lúc nào cũng ửng đỏ, cô ấy chưa bao giờ được ngồi cạnh Giang Hải với khoảng cách gần như vậy, hơn nữa cô ấy rất kỳ vọng vào chuyến đi đến Thái Lan này. Dường như đối với Diệp Thụy Nguyệt, chuyến đi này là chuyến đi duy nhất và cũng là cuối cùng. Bởi vì ngoài lần này, e rằng sẽ không còn cơ hội được cùng Giang Hải đi xa nữa. Tựa đáy lòng, cô ấy âm thầm coi chuyến đi này như là một chuyến trang mật của hai người. "Cô thấy nóng à?" Giang Hải hỏi. Diệp Thụy Nguyệt cúi đầu e thẹn, trông rất đáng yêu. Trong lòng Giang Hải đối với Diệp Thụy Nguyệt vẫn còn một loại cảm xúc khác nếu trong cuộc đời anh không có cố uyển như thì e rằng diệp thụy nguyệt sẽ trở thành chân ái của anh tình cảm trong sáng này rất đáng trân quý tuy nhiên hiện thực không bao giờ có nếu như sau khi xuống máy bay giang hải lập tức gửi tin nhắn cho cố uyển như rời khỏi thành phố giang tư lần này giang hải chỉ nói sẽ đi một hai ngày nhưng không ngờ lại lâu như vậy bước vào trong khu vực thành phố mà trông giống như đi trong các làng và thị trấn của phương đông người thấy có mùi rất kỳ lạ không, có vài nơi còn kém hơn cả làng mạc và thị trấn. Trên đường, rãnh nước bốc lên mùi hôi thối, trên cột điện đủ loại dây chằng chịt cuộn thành một quả bóng lớn. Trên tường dán chằng chịt các màu quảng cáo, quảng bá các sâu PD và các dịch vụ đặc biệt. Người ở đâu? Giang Hải hỏi. Diệp Thụy Nguyệt cao mày nhìn vào chiếc điện thoại, vẻ mặt có chút lo lắng. Đến bây giờ vẫn chưa thấy nhắn lại gì cho tôi, để tôi gọi lại thêm lần nữa. Giang Hải cao mày, không gọi nữa, tìm chỗ nào đó ở tạm đã. Anh Giang, một thanh niên trẻ có nước da lúa mì vẫy chào Giang Hải từ xa. Người của tôi đến rồi. Giang Hải ra hiệu đi theo, và tiện tay cầm lấy chiếc túi trên tay Diệp Thụy Nguyệt. Chuyến đi lần này, hành lý của cả hai đều nhẹ nhàng đơn giản, cần gì thì sẽ mua, Giang Hải không để ý đến chút tiền đó. Lên xe, Giang Hải mỉm cười, tinh hà, dạo này ổn không? Tinh Hà là người của tinh tự môn. Vài năm trước, Giang Hải từng ở Thái Lan một thời gian và quen biết Tinh Hà, vậy nên anh đã nhờ cô ấy sắp xếp tất cả mọi chuyện ở đây. Ổn, cũng không phải là ổn. Tinh Hà lén liếc nhìn Diệp Thụy Nguyệt qua gương chiếu hậu. Có nhiều chuyện cô ấy không thể nói rõ. Cô ấy không biết thân phận của Diệp Thụy Nguyệt, nếu không, cô ấy sẽ gọi Giang Hải là đế vương khi chào hỏi. Đế vương là thủ lĩnh thực sự của bọn họ. Ổn, có nghĩa là mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Không ổn, nghĩa là trong đó có xảy ra một số chuyện. Đến khách sạn, Giang Hải sắp xếp phòng cho Tống Mộng Phạm rồi bảo cô ấy đi tắm xong đi nghỉ ngơi trước. Khi bước ra khỏi phòng, sắc mặt của Giang Hải đột nhiên trầm tư, anh có dự cảm rằng chuyến đi đến Thái Lan lần này sẽ không dễ dàng như vậy. Đế vương, vừa rồi có người thấy một vài cao thủ tụ họp ở đại hoành tự. Nhưng cô Mai Ly mà mọi muốn người tìm là một người đồng tính. Giang Hải khẽ cau mày, sau đó cười một cách thở ơ. Xem ra đây là một cái bẫy, không chỉ khiến Giang Hải và Diệp Thụy Nguyệt phải vướng vào, thậm chí còn phải không thể không đến. Nếu đã muốn câu cá, vậy mồi câu, còn ở đó không? Mồi mà Giang Hải nói chính là Linh Bài. Tinh Hà gật đầu, nếu muốn đạt được mục đích, đương nhiên mồi là không thể làm giả. Giang Hải nói nhỏ, người của tinh tự môn chỉ cần làm những việc đã phân công là được, nếu cần giúp đỡ tôi sẽ thông báo cho cô. Trở về phòng, Giang Hải cũng không đi ra ngoài. Còn cái bẫy này, ai là người tạo ra, với mục đích là gì, Giang Hải không hỏi và Tinh Hà cũng không thể điều tra được. Có nhiều chuyện tự nhiên xảy ra và cũng sẽ có ngày lộ chân tướng. Để đảm bảo vệ toàn, hai người ở chung một căn hộ, hai phòng ngủ và một phòng khách lớn đứng ở bên cửa sổ giang hải chìm trong suy nghĩ chuyến này diệp thụy nguyệt không nên đi với gánh nặng như này khi giang hải làm việc sẽ bị vướng bận nhưng nếu bây giờ để diệp thụy nguyệt quay về thì e rằng đã quá muộn cộc 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 tiếng gõ cửa vang lên diệp thụy nguyệt vui mừng đi vào anh giang có tin tức rồi đúng như dự đoán cô mai ly kia đã hẹn diệp thụy nguyệt đến đại hoành tự ở đó thiên la địa võng đã bao vây xung quanh hai người họ. Giang Hải cười nhạt, hẹn mấy giờ. Sáng mai, khuôn mặt của Diệp Thụy Nguyệt đỏ bừng vì vui mừng, hoàn toàn không biết rằng nguy hiểm đang đến gần. Lấy được linh bài thì bệnh của tạ siêu mộ sẽ khỏi. Diệp Thụy Nguyệt từng nói, cô ấy và Mai Ly gặp nhau tại một buổi giao lưu Phật giáo, họ có cơ hội trò chuyện và có số điện thoại của nhau. Không chỉ có thế, Diệp Thụy Nguyệt còn nghĩ rằng việc mình biết Mai Ly có linh bài chỉ là sự trùng hợp cô ấy không hiểu sự nham hiểm của thế giới này. Diệp ra trước nay luôn bảo vệ cô ấy quá tốt, quá cẩn thận. Giang Hải nói, vậy tối nay chúng ta phải chơi hết mình. Không bao lâu sau, một người hướng dẫn viên đi tới, đưa hai người Giang Hải đi tham quan. Giang Hải không hề có hứng thú gì với mấy danh lam thắng cảnh này, nhưng Diệp Thụy Nguyệt lại vô cùng thích thú. Giang Hải hơi cau mày, anh đang nhìn chằm chằm một người phụ nữ xinh đẹp, cô gái đó có thân hình đầy đặn và vẻ đẹp quyến rũ, nhưng thứ mà giang hải nhìn thấy lại là một khung xương to lớn theo cấu trúc xương nhất định là một người đàn ông đúng là hợp với câu nói một khi mà đàn ông đã ăn diện thì ối chị em phụ nữ cũng không thể bằng được hoặc nói chính xác hơn cô ta là người đồng tính cô gái này luôn nhìn giang hải cắn môi dường như đang bối rối chuyện gì đó ở thái lan rất nóng diệp thụy nguyệt muốn ăn kem giang hải để cô ta đi mua tuy nhiên anh cố ý đi đến một nơi vắng vẻ. Lúc này, cuối cùng cô gái kia cũng đã có dũng khí bước tới. Anh họ Giang à, giọng, nữ, vẫn còn một chút thô, không mềm mại lắm. Nói tiếng chung nhưng không được lưu loát. Giang Hải gật đầu, có chuyện gì thì nói nhanh, đừng nhìn xung quanh, như vậy rất dễ gây chú ý đến người khác. Trong lúc nói chuyện, Giang Hải cố ý chạm vào cằm của người phụ nữ này, từ xa nhìn giống như là Giang Hải đang tán tỉnh người phụ này. Mai Ly bảo tôi đến đây, đừng đến đại hoành tự, nguy hiểm. Giang Hải cao mày, tình huống này có chút không đúng. Mai Ly làm sao biết anh được, dù có thông báo thì cũng nên báo cho Diệp Thụy Nguyệt mới đúng chứ. Tuy nhiên, Giang Hải chỉ thấy khó hiểu chứ không nghi ngờ điều này. Đầu tiên, đại hoành tự chắc chắn có nguy hiểm, thực tế đúng là như thế. Thứ hai, càng dễ nhìn thấy vấn đề thì càng không có vấn đề. Người giết Giang Hải làm sao có thể mắc phải sơ suất như vậy linh bài có ở đại hoành tự không giang hải hỏi giọng nói bình thản cứ như anh không nghe thấy từ nguy hiểm kia của cô ta chắc là có mai ly cũng ở đó giang hải gật đầu nở nụ cười ma mị đầu hơi cúi nhìn chằm chằm vào khe hở những gì cần nói đã nói rồi giờ cô có thể đi vâng người phụ nữ quay người định rời giang hải lại giữ cô ta lại nếu cô muốn sống tốt nhất là nên biểu hiện cuộc ngã giá của chúng ta không thành cô rất tức giận giang hải đang bảo vệ cô gái này giang hải phát hiện có ba người đang ở xung quanh những người này đang nhìn giang hải có thể nói từ lúc xuống máy bay giang hải không hề có sự riêng tư cô gái hiểu ra vẻ mặt có chút hoảng sợ hất tay của giang hải ra giật giữ bỏ đi tuy nhiên đúng lúc này diệp thụy nguyệt quay lại cầm cây kem trên tay và tình cờ nhìn thấy Giang Hải đang mập mờ với một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy hơi sừng sốt, anh làm sao có thể là loại người đó. Tuy nhiên Diệp Thụy Nguyệt cũng không nói gì, mà đưa cho Giang Hải một que kem của anh này. Giang Hải cầm lấy, bỗng nhiên anh cảm nhận được cảm xúc của Diệp Thụy Nguyệt, tuy nhiên anh không giải thích và cũng không cần phải giải thích. Lúc này, Giang Hải nhớ đến Cố Uyển Như. Nếu là vợ, có phải là sẽ véo ra thịt mềm mại ở eo rồi xoay xoay? sắp xếp ngày mai về nước sao. Diệp Thụy Nguyệt đang ăn cây kem, tâm trang vô cùng phức tạp. Khi lấy được linh bài, việc đầu tiên là về nước cứu tạ siêu mộ. Tuy nhiên, chuyến đi Thái Lan lần này đã kết thúc. Hạnh phúc nhỏ nhoi của cô ấy cũng đột một kết thúc. Ngày mai, có lẽ vẫn chưa được. Giang Hải không nói nguyên nhân, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Thái Lan là nơi rất hỗn loạn, nhưng Giang Hải lại không hề sợ hãi. Thứ mà đế vương cần, trước nay chưa bao giờ không lấy được nếu không lấy được thì mua không mua được thì trộm không trộm được thì cướp ở thái lan đế vương chẳng kiêng nể gì cả nghe thấy vậy vẻ mặt của diệp thụy nguyệt vô cùng phức tạp cô ta muốn nhanh chóng cứu tạ siêu mộ hy vọng cậu bé sớm ngày khỏe lại tuy nhiên cô lại vẫn muốn được ở bên cạnh giang hải lâu hơn nữa bởi cô ta biết bỏ qua lần này có lẽ sẽ là bỏ lỡ cả đời trong trái tim của giang hải không hề có cô ta trước mặt giang hải vị trí của cô ta thậm chí còn chưa bằng người phụ nữ xinh đẹp mặc yên lần đầu gặp mặt kia sau khi đi chơi được khá lâu diệp thụy nguyệt đột nhiên nhớ là giang hải tôi quên mất hỏi đại hoành tự ở đâu rồi giang hải mỉm cười diệp thụy nguyệt luôn có một trái tim thiếu nữ bất kể là phong cách làm việc hay là thần thái đều rất giống một đứa trẻ giang hải nói tôi đã hỏi rồi Vừa nãy cũng đã hỏi hướng dẫn viên, ngày mai sắp xếp xe là có thể đi ngay. Đại Hoành tự không phải là một địa điểm du lịch, bởi vì đó là một ngôi chùa, nơi mà các nhà sư tu hành. Hơn nữa địa điểm cũng tương đối hoang vu. Diệp Thụy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vỗ vào ngực mình, không biết là do trời nắng hay là vì ngại ngùng, khuôn mặt xinh xắn của cô lúc nào cũng đỏ như quả cà chua chín. Nhìn cách đó không xa, trong ánh mắt chợt hiện lên một tia sát khí một cô gái phương tây với mái tóc màu vàng trông rất có sức sống lúc này đang giơ ngón tay giữa lên với giang hải nhưng đôi môi đỏ mọng lại hơi hé mở giang hải có nhìn thấy chiếc răng nanh ma cà rồng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của diệp thụy nguyệt giang hải nói nhỏ đi ăn chút gì đi buổi tối chúng ta đi xem biểu diễn chắc chắn cái thứ người không giống người thú không giống thú kia sẽ xuất hiện ở phương đông không cho phép những thứ xúc sinh này xuất hiện đây đã là luật bất thành văn được hình thành hàng nghìn năm nay. Đến, thì sẽ phải chết. chương 254 Tiết mục ban đêm của Thái Lan, quả thực có chút không phù hợp với thiếu nhi. Mà cái Giang Hải dẫn Diệp Thụy Nguyệt đi xem lại còn là kiểu vô cùng nóng bỏng, kích thích. Đối với mấy người chơi bời, đó chẳng qua chỉ là chuyện bình thường, nhưng đối với người chưa trải sự đời như Diệp Thụy Nguyệt, đó thực sự là những cảnh vô cùng dâm đáng, không thể nào nhìn tiếp được suốt buổi Diệp Thụy Nguyệt đều nhắm chặt mắt, nhưng trong lòng lại thầm muốn xem. Cô ta rất muốn biết tại sao Giang Hải lại dẫn mình tới đây. Trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Giang Hải lại thích những thứ này. Cô ta hoàn toàn có cái nhìn khác về anh. Trong tiếng nhạc ồn ào, Giang Hải rời khỏi Diệp Thụy Nguyệt khoảng 2 phút, nhưng cô ta hoàn toàn không hề hay biết. Khi đó, Giang Hải đứng trong bóng tối nở nụ cười gian, chân dẫm lên một người phụ nữ. Người phụ nữ kia muốn chạy, Giang Hải thẳng thừng xé quần áo trên người cô ta. Cái đáng xem là cơ thể thứ xúc sinh này rất tuyệt, giống y như người bình thường vậy. Nói mau, ai là người quản lý ở Thái Lan? Người phụ nữ này chẳng qua chỉ là một kẻ đầy tớ, mặc dù trước giờ cô ta vẫn luôn cho rằng dòng máu của ma cà rồng vô cùng cao quý. Nhưng trong mắt Giang Hải, sự sinh sôi nảy nở của ma cà rồng chẳng qua chỉ là truyền nhiễm virus mà thôi. Nó chẳng khác gì cương thi trong thần thoại phương Đông. Người không ra người quỷ không ra quỷ, lại tự cho mình là cao quý. Anh sẽ phải chết ở Thái Lan. Người phụ nữ nhỏ giọng nguyền rủa. Giang Hải cử động mắt cá chân, đôi giày da cứng dẫm đạp lên khuôn mặt mà bao gã đàn ông thèm muốn, từng chút từng chút một dẫm lên lòng tự tôn của cô ta. Tôi muốn xem thử, hai chúng ta, ai chết trước? Vừa nói dứt lời, Giang Hải càng dùng lực mạnh hơn, khuôn mặt cô ta méo mó khó coi. Cô ta muốn phản kháng nhưng lại không có sức phản kháng, toàn bộ sức mạnh đều bị Giang Hải áp chế, khiến cô ta rất sợ hãi. Giang Hải là một vị thần kiêu ngạo, xem thường người khác. Còn cô ta chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ bé, chỉ cần một ý nghĩ của Giang Hải thôi là đầu cô ta sẽ như quả dưa, bị dẫm nát bét. Đầy tớ của người Do Thái càng ngày càng không có chút thể diện nào. Giang Hải cười diễu, lạnh lùng nhả ra một chữ, còn đi theo tôi nữa thì kết cục của cô sẽ rất thảm." Anh từ từ bỏ chân ra, lúc này cô ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, một mũi bàn chân nhanh chóng phóng to trước mắt cô ta. Tiếp đó là tiếng kêu đau đớn. "A à, a." À. Một chiếc răng nanh của cô ta bị Giang Hải lạnh lùng đá gãy, đó chính là minh chứng cho dòng máu mà trước giờ cô ta vẫn luôn lấy làm tự hào. Chiếc răng đó tượng trưng cho sự cao quý vậy mà một cái nhấc chân vô tình của giang hải chiếc răng đã hoàn toàn biến mất xấu hổ giận dữ vô cùng sợ hãi răng của ma cà rồng chắc chắn như thế nào cô ta là người biết rõ nhất vậy mà một cái nhấc chân nhẹ tênh của giang hải đã đá gãy nó cô ta hận không thể giết chết giang hải ngay lập tức nhưng đáng tiếc cô ta không có khả năng đó vẻ mặt giang hải vẫn thản nhiên như thể anh vừa đá một viên đá nhỏ bình thường ngáng trước chân mình quay về nói với chủ của cô chuẩn bị sẵn linh bài, ngày mai tôi sẽ đích thân tới lấy. Vừa dứt lời, Giang Hải xoay người nhanh chóng rời khỏi đó. Trong chốc lát đã xuất hiện bên cạnh Diệp Thụy Nguyệt. Diệp Thụy Nguyệt mặt đỏ bừng, nóng hổi. Những nơi như vậy quả thực không phù hợp với cô ta. Đưa tay nắm lấy tay áo Giang Hải, cũng vừa đúng lúc Giang Hải ngồi xuống. Lòng bàn tay Diệp Thụy Nguyệt toàn là mồ hôi. Giang Hải nói, nếu cô không thích thì chúng ta đi thôi. Giang Hải đến đây chỉ vì muốn tìm cơ hội thích hợp xử lý con súc sinh đến từ phương Tây kia. Không cần đâu." Diệp Thụy Nguyệt nhỏ giọng nói, cô ta cho rằng Giang Hải đang để ý đến cảm nhận của mình. Giang Hải mỉm cười, kéo cánh tay Diệp Thụy Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài. Trong bóng tối, ánh mắt người phụ nữ bị xé rách quần áo không thương tiếc kia vô cùng căm hận. Nhưng miệng cô ta chỉ có thể phát ra tiếng nghiến răng ken két, ngoài dùng cách này để tỏ ý phản kháng ra. Cô ta không còn cách nào khác. Nhân màn đêm, cơ thể trắng nõn nà nhanh chóng mượn cơ hội chạy mất trong nháy mắt. Còn Giang Hải, sau khi rời khỏi nơi đầy rẫy những âm thanh ồn ào kia, tinh thần đột nhiên thoải mái hẳn lên. Giống như cả người đang đứng trong lò hơi, mồ hôi nhễ nhại đi ra ngoài thì có cơn gió mát rượi thổi đến khiến cả người sảng khoái, dễ chịu. Diệp Thụy Nguyệt lén nhìn Giang Hải, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhìn cái gì? Giang Hải buông tay cô ta ra, lúc nãy sở dĩ kéo cánh tay cô ta là bởi vì cô gái ngốc nghếch này nhắm chặt mắt cả buổi kiên quyết không xem tiết mục biểu diễn của người ta không không có gì diệp thụy nguyệt nói ấp a ấp úng cô ta rất muốn hỏi tại sao giang hải lại thích những tiết mục kiểu này trong lòng cô ta giang hải không phải loại người như vậy anh có một cô vợ xinh đẹp như vậy còn có lan kiều tiết mục biểu diễn của những người này giang hải sao lại thích thú đến thế cơ chứ Giang Hải mỉm cười, quay về thôi. Ở Thái Lan này, chùa chiền mọc lên khắp nơi, nhưng thực chất bên trong nó lai đi ngược lại với Phật giáo, mọi thứ vô cùng mờ ám. Đêm khuya vẫn có nhiều người qua lại trên đường phố. Nhưng ở đây khi nhìn thấy người đẹp, rất có thể phải gọi một tiếng, người anh em. Thời tiết nóng bức, muỗi bay vo ve khắp cả. Mặc dù khoảng cách không xa, đi bộ về cũng được, nhưng Giang Hải không muốn Diệp Thụy Nguyệt theo mình làm thức ăn cho muỗi nhưng vừa định giơ tay ra vẫy taxi cách đó không xa bỗng có tiếng còi rồn rập ngay sau đó là tiếng súng như sấm nổ vang trời tiếng súng lớn đột nhiên vang lên cũng đủ khiến người ta giật mình lúc đó phản ứng bản năng của giang hải chính là kéo diệp thụy nguyệt ra phía sau mình sắc mặt anh trầm xuống ánh mắt vô cùng sắc bén cùng một lúc tiếng rít chói tai không ngừng vang lên tiếng súng và tiếng còi xe hội tụ lại một chỗ nhiều người trên đường vừa nãy vẫn còn say bí tỉ, được người đẹp dìu bên này dìu bên kia. Lúc này, tất cả đều mở to tròn con mắt, ba chân bốn cẳng mà chạy. Còn có người trốn sang một bên, ôm đầu nằm xuống, co quắp trong góc run lẩy bẩy không ngừng kêu rên. Tiếng súng AK-47 không ngừng vang lên, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Nó giống như một nốt nhạc thúc giục mãnh liệt. Tiếng súng kéo dài khoảng một phút, cuối cùng cũng lắng xuống giang hải kéo diệp thụy nguyệt đi trong khi cô ta vẫn đang sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt đi đi thôi vừa định bước đi phía sau lại có tiếng súng hơn nữa nó ngày càng dữ dội giang hải kéo diệp thụy nguyệt nghiêng người nhảy qua bức tường thấp diệp thụy nguyệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng như bị giang hải ôm bổng người lên nhưng khi cô ta định thần lại thì đã yên ổn đứng bên cạnh giang hải nhưng chỗ mà cô đứng lại là phía trong của bức tường bức tường thấp chỉ khoảng 1m5m6, Giang Hải hơi cúi người nhìn ra phía ngoài. Trong ấn tượng của Giang Hải, Thái Lan không loạn như vậy. Trước đó đã ở đây một khoảng thời gian dài, nhưng anh chưa từng nhìn thấy súng. Nhưng lúc này đây, từ tiếng súng có thể thấy được, cả hai bên ít nhất cũng phải có 200 đến 300 người. Diệp Thụy Nguyệt thở hổn hển, muốn thỏ đầu ra ngoài nhìn, cô ta không hiểu tại sao mình lại có thể ở bên trong tường. Giang Hải ôm cô vào bằng cách nào? giang hải không quay đầu lại một tay kéo lấy diệp thụy nguyệt ép dưới cánh tay đừng lên tiếng giống như một con gà mái đang bảo vệ đàn con của mình mặt diệp thụy nguyệt đỏ bừng tay vô thức đặt nhẹ lên eo anh như thể ở trong lòng anh khiến cô ta vô cùng yên tâm lúc này diệp thụy nguyệt không thèm để ý tới tiếng súng cô ta chỉ muốn từ từ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc này giang hải kéo lấy tay cô ôm cô nhảy qua tường bảo vệ cô để cô nép sau anh tất cả những điều này đều là do bản năng muốn bảo vệ cô của Giang Hải. Hóc môn nam tính mạnh mẽ đã triệt để kích thích thần kinh của Diệp Thụy Nguyệt, khiến cô ngẩn ngơ mất tập trung. Không lâu sau, tiếng súng lại nổ ra dữ dội một lần nữa, chắc hẳn là hai bên đang đấu súng trực diện quyết sống mái với nhau. Giang Hải vừa định buông Diệp Thụy Nguyệt ra, lúc này đầu lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt dõi về phía bóng tối. Vừa nãy ở đó có một bóng đen vụt qua, bước đi lảo đảo, chắc là đã bị thương nặng ngay sau đó giang hải thấy tinh hà đuổi theo giang hải nheo mắt lại kéo diệp thụy nguyệt đi theo hướng khác vòng một đoạn đường dài mới về tới khách sạn về tới khách sạn tin đồn đã lan đến nhiều người nói tận mắt nhìn thấy có người bóp cò miêu tả cảnh tượng hăng say vẻ mặt hào hứng giang hải chắc chắn những người này chưa tận mắt chứng kiến họ chỉ đang bịa chuyện mà thôi trừ khi họ đã quá quen với cảnh giết hại lẫn nhau thì mới có thể coi nhẹ tính mạng kể một cách bình tĩnh như vậy một người bình thường nhìn thấy xác chết cũng đã sợ hãi huống hồ tình cảnh vừa nãy lại giống như một cuộc chiến tranh nhỏ còn giang hải cho dù cảnh tượng thê thảm như thế nào anh cũng đã từng nhìn thấy nhưng sẽ không bao giờ khua môi múa mép kể cho người khác nghe cho dù quen với cảnh đó cũng vẫn cảm thấy thương xót mỗi một người ngã xuống đồng nghĩa với sự tan nát của một gia đình lúc này tất cả các đài phát thanh chính thức đồng loạt đưa cùng một tin tức có người gây chuyện đốt pháo ở giữa phố Giờ đã được kiểm soát. Vừa rồi là tiếng pháo sao? Diệp Thụy Nguyệt mở đôi mắt to tròn chờ đợi, khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ. Cũng chỉ có người chưa trải sự đời như cô ta mới tin điều đó. Ừ là pháo hoa, Giang Hải mỉm cười. Không phải anh muốn lừa người, nhưng nếu không nói như vậy thì sẽ khiến cô ta sợ hãi, để lại rất nhiều hậu quả. Khi trở về phòng, người trước giờ luôn đi ngủ sớm như Diệp Thụy Nguyệt đã ngáp ngắn ngáp dài tắm rửa sạch sẽ xong thì lên giường đi ngủ. Mà lúc này Giang Hải đã thay một bộ quần áo sẫm màu, đội thêm chiếc mũ lưỡi chai, vội vàng đi ra ngoài. Thông qua phương thức liên lạc đặc biệt, Giang Hải nhanh chóng tìm được Tinh Hà. Còn người bị thương nặng kia đã được Tinh Hà đưa về, hiện đang trong quá trình cấp cứu. Chuyện hôm nay là sao? Giang Hải châm điếu thuốc, liếc mắt qua cửa phòng vẫn sáng đèn. Ở đây điều kiện khó khăn, tìm đại một nơi nào đó đều có thể làm phẫu thuật, nếu muốn một nơi sạch sẽ không hạt bụi nào chỉ có nằm mơ thôi. Còn về việc có bị nhiễm trùng hay không chỉ có ông trời mới biết. Tinh Hà nhỏ giọng nói, trận chiến sống còn ngày hôm nay là vì tên Nava này. Mất khoảng 10 phút, Giang Hải mới hiểu được toàn bộ sự việc, khóe miệng chậm rãi cong lên. Thái Lan là nơi có nhiều quảng ruby khác nhau. Không chỉ như vậy, 80% quá trình chế tác đá ruby trên thế giới đều được tiến hành tại Thái Lan. Đây là một dây chuyền sản xuất đầy đủ, hoàn thiện. Hiện nay, Thái Lan có 6 khu vực mỏ khai thác đá quý ruby chính, trong đó có 4 khu vực nằm trong tay của những lão đại người địa phương. Chỉ có 2 khu vực khai thác do nhà vua nắm giữ. Trận đỏ súng sống còn ngày hôm nay là người của kẻ cầm đầu cả hai bên. Còn nguyên nhân thì chính là vì tên Nava này anh ta đã phát hiện ra một mỏ đá quý hàm lượng lớn, độ tinh khiết cực cao, màu sắc cũng vô cùng hiếm thấy. Vì tranh giành nhau mỏ đá quý này, Nava đã trở thành một miếng thịt béo bở thơm ngon. Nava này là vì biết được những chuyện không nên biết mà đã rước họa vào thân. Nava bị phát hiện ở trên phố, ngay sau đó hai bên bắt đầu tranh giành. Thứ mà kẻ cầm đầu hai bên cần là vị trí của mỏ đá quý, chứ không phải là tên Nava này. Cho dù theo phe ai Nava cũng đều phải chết. Nói hay không nói, đều phải chết. Nếu nói ra thì Nava không còn mạng để chạy, phát súng đầu tiên chính là nhắm vào anh ta. Sau đó người của hai bên nổ súng bắn giết lẫn nhau. Làm tốt lắm, Giang Hải mỉm cười. Đế Vương giống như một vị thần, anh là thủ lĩnh của những tay lái buôn trong thế giới ngầm ở phương Đông. Nếu mối làm ăn đã dâng đến tận cửa, Giang Hải chẳng lý nào lại không kiếm tiền. Chương 255 Nava tặng một món quà gặp mặt rất lớn. Nếu sở hữu mỏ đá quý, sử dụng thế lực trong thế giới ngầm của đế vương, nhẹ thì làm rối loạn thị trường, nặng thì phá hủy nền kinh tế. Đây chính là điểm đáng sợ của những tay lái buôn trong thế giới ngầm. Lái buôn nói dễ nghe là giới thiệu mối làm ăn, nói khó nghe thì là dẫn mối bất hợp pháp. Đó cũng chính là lý do tại sao cái đầu của Giang Hải lại đáng giá như vậy rất nhiều người thậm chí là người lãnh đạo đứng đầu đều hận đế vương đến thấu xương nhưng đế vương chỉ chịu trách nhiệm với phương đông chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của phương đông là được còn về thái lan giang hải không quan tâm không lâu sau một vị bác sĩ với bộ dâu dài người dính đầy vết máu bước ra khỏi phòng nếu không phải trên người ông ta khoác chiếc áo blau trắng giang hải còn tưởng ông ta là kẻ chuyên bán thịt ở chợ khoảng nửa tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh bác sĩ vô cùng thành thạo làm động tác xoa xoa hai ngón tay như kiểu đếm tiền. Tinh Hà cầm một đống tiền, nếu mà mang đi cân thì ít nhất cũng phải hai ba cân ấy, vỗ vỗ rồi ném cho ông ta. Ông ta nở nụ cười hài lòng, người lấy mùi tiền, nhếch mép nhướng mày, tỏ ý vô cùng hài lòng với vụ giao dịch này. Tỉnh rồi, muốn biết gì thì mau hỏi đi. Ngay sau đó bác sĩ đi mất. Mau hỏi đi, điều này cho thấy Nava có thể sẽ chết bất cứ lúc nào chưa đầy nửa tiếng, trong phòng đã phát ra tiếng kêu đau đớn. Giang Hải và Tinh Hà đẩy cửa bước vào. Nava nằm bất động trên giường, vải băng quấn đầy người nhưng vẫn thấm vết máu. Cái này mà cũng gọi là phẫu thuật, Giang Hải vô cùng nghi ngờ trình độ của bác sĩ. Vết thương vẫn không ngừng dỉ máu ra ngoài, không nhiễm trùng mới là chuyện lạ. Nhưng Tinh Hà vờ như không thấy vết thương của Nava. Cô ta bước lên trước, mỉm cười hỏi cái mỏ đó ở đâu. Nava vô cùng đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó, từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống, sắc mặt xám xịt, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Tinh Hà không nói lời nào, đặt tay lên vết thương của Nava, nhẹ nhàng xoa. Bây giờ là cơ hội duy nhất của anh, nếu tháo vải băng ra anh chắc hẳn biết rõ hậu quả. Anh sẽ không được chết một cách thoải mái. Nên rắc muối vào vết thương hay là nhỏ mật ong lên đây? Nava, anh thử nói xem, kiến sẽ thích kiểu nào hơn? khóe môi Nava khẽ run, cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu. Tinh hàm miêu tả kết hợp với động tác tay, dường như ngay lập tức muốn tháo vải băng của Nava ra. Giang Hải hắng giọng, đứng trước mặt Nava, nếu anh nói cho tôi biết mỏ quặng ở đâu, tôi sẽ sắp xếp cho anh tới phương đông, ở đó có bác sĩ giỏi nhất đang chờ anh. Chỉ cần anh có thể sống được tới khi tới phương đông, coi như là giữ được mạng sống. Đối với Nava, mạng sống là thứ xa xỉ khi khẩu súng của đám người kia chĩa về phía nava anh ta đã biết mình chắc chắn sẽ chết vô cùng thảm không có ra thế lớn mạnh gì lại biết về mỏ quảng rõ như lòng bàn tay nói ra cũng không giữ được mạng sống không nói thì ít nhất chết cũng có khí phách kiểu vừa đấm vừa xoa khiến phòng tuyến tâm lý của nava sụp đổ trong chốc lát anh là tinh hà lên tiếng anh ấy là sếp của tôi giang hải nói anh suy nghĩ hơi lâu rồi đấy phải biết rằng tôi thường không hay cho người khác cơ hội. Làm sao để tôi tin anh? Toàn thân Nava đều đang run rẩy, co rúm lại, tên bác sĩ chết tiệt kia không biết suốt cuộc đã dùng loại thuốc tê gì, khiến anh ta không động đậy được, nhưng sự đau đớn đến tận xương tủy lại vẫn có thể cảm nhận rõ rệt. Tinh Hà nở nụ cười tả ác, bây giờ anh không có lựa chọn nào khác. Quả thực cho dù Giang Hải đưa Nava tới phương Đông, anh ta có thể giữ được tính mạng hay không cũng không biết trước được chuyện tôi đã hứa, trước giờ tôi chưa từng nuốt lời. Miệng ngậm điếu thuốc, châm lửa, từ từ nhả ra một làn khói. Giọng điệu hời hợt, vẻ mặt chân thật đáng tin, cử chỉ ung dung, thong thả khiến Nava giữ người trong chốc lát. Nava nhìn chằm chằm Giang Hải, ánh mắt dần lộ vẻ khuất phục. Quả thực anh ta không có con đường thứ hai để chọn. Tây Bắc, 250 km. Rừng sâu, đầu lông mày tinh hà giãn ra, mỉm cười nhìn Giang Hải. Nơi đó là rừng già hẻo lánh ít người đặt chân đến. Giang Hải gật đầu, cô sắp xếp người đưa anh ta tới Phương Đông, tìm bác sĩ giỏi nhất cứu sống anh ta. Vừa dứt lời, Giang Hải quay người rời đi. Nava nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm. Giang Hải đã nói vẫn giữ lại anh ta, điều này đáng tin. Những người đàn ông Phương Đông là người tốt. Ra khỏi phòng, Giang Hải nhỏ giọng nói, lập tức tìm người xác nhận, nếu anh ta nói dối, đừng để anh ta chết quá thoải mái những người trong thế giới ngầm không một ai là lương thiện cả trong mắt họ chỉ có lợi ích giang hải cũng không ngoại lệ tinh hà ngay lập tức bố trí người ngày đêm đi về phía núi sâu xác định vị trí còn bên này nhét nava vào chiếc hòm gỗ lớn đưa lên con thuyền buôn lậu con thuyền này đi qua phương đông giữa đường sẽ có người đón đưa anh ta đến đó nếu anh ta chết giữa đường thì hòm gỗ coi như là quan tài của anh ta kết cục cuối cùng của nava là làm mồi cho cá dưới biển sâu nava biết mình lành ít giữ nhiều nhưng anh ta không có sự lựa chọn nào khác ít nhất là giang hải đã đồng ý giữ lại mạng sống của anh ta thật sự giữ lại mạng sống cho anh ta sao tinh hà nhíu mày mỏ quặng vẫn còn có thể nói là phải giữ bí mật tuyệt đối thêm một người biết sẽ càng thêm rủi ro trong thế giới ngầm không có sự nhân từ người chết mãi mãi đáng tin hơn người sống Giang Hải ném đầu lọc thuốc lá đi, ánh mắt dần trở nên thâm sâu. Mỗi người đều có số mệnh của mình, số mệnh của chúng ta đều do chính chúng ta nắm giữ, nhưng số mệnh của anh ta lại nằm trong tay ông trời. Anh ta không sống được lâu đâu, cùng lắm là sống được 10 tiếng nữa. Sở dĩ cho Nava hy vọng, một là vì muốn kiểm nghiệm tính thật giả của mỏ đá quý, hai là, làm người cũng cần phải có lòng từ bi. Bất cứ ai khi đối mặt với cái chết đều không dễ dàng mang theo hy vọng, ít nhất khi chết sẽ không quá đau đớn. Trời tờ mờ sáng, ở vùng núi sâu báo tin rằng đã tìm được mỏ đá quý. Giang Hải hỏi, vùng đó thuộc phạm vi cai quản của ai? Khác với phương Đông, Thái Lan có các thế lực lớn nhỏ nhiều vô kể, thậm chí có thế lực còn không coi vô ra gì, cả Thái Lan đều là một cục diện dối rắm Chiến tranh loạn lạc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lại đâu à? sắc mặt tinh hạ u ám, đó là một tên có tiếng là vô lại. Nhưng thực lực không mạnh, có thể dùng được thì dùng, không dùng được thì giết. Lời nói của Giang Hải vô cùng lạnh lùng. Nuôi một con rối là cách giải quyết tốt yêu. Nếu như không thành thì chỉ đành ra tay giải quyết. Vì lợi ích, những cảnh máu tanh như vậy cũng là chuyện rất đối bình thường trong thế giới ngầm. Lời của Giang Hải vô cùng bá đạo. Nhưng Tinh Hà lại cảm thấy quá bình thường. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật của thế giới. Đế vương, bên đại hoành tử quy tụ rất nhiều cao thủ. Vừa nhận được tin báo, ở đó còn xuất hiện cả rơi và sói. Ma cà rồng và người sói. Cương thì phiên bản của phương Tây. Người do Thái chủ yếu nhầm vào tôi, vì linh bài, tôi cần phải đi một chuyến. Giang Hải muốn đi, đồng thời không định dùng đến lực lượng của mình ở Thái Lan. Ở đây khác với phương Đông, Tinh Hà cần phải che giấu thân phận của mình cho dù rất nhiều người biết thân phận của tinh hà nhưng cũng không dám tiết lộ cậu chủ tinh hà ngập ngừng định nói nhưng lại thôi sắc mặt giang hải trầm xuống bây giờ nó vẫn chưa phải ai sẽ là người kế thừa vị trí của giang hải trở thành đế vương bây giờ nhắc tới e là quá sớm giang hải cần phải tìm người kế thừa sớm một chút điều này vô cùng quan trọng đối với việc kế nghiệp nếu giang hải không có người phù hợp để chọn vậy sự lựa chọn duy nhất chính là sư huynh tiền nhất hoặc là đệ tử của tiền nhất giang hải quay về khách sạn thì trời đã sáng vừa bước vào cửa giang hải thấy diệp thụy nguyệt ngồi trong phòng vẻ mặt đoán hận nhìn anh cô ta tỉnh từ khi nào phát hiện giang hải không có ở đó từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa nhìn bộ dạng diệp thụy nguyệt không phải là cô ta ngủ không ngon mà là ngủ quá ít tôi đích thân tới đại hoành tự một chuyến là được giọng điệu giang hải chắc chắn Tôi đi ngủ đi, chỗ nguy hiểm như vậy không cần thiết để Diệp Thụy Nguyệt đi cùng. Hơn nữa, Giang Hải cũng không muốn bên cạnh có thêm một người làm vướng tay vướng chân. Trước khi về, Giang Hải ra lệnh Tinh Hà bố trí người canh giữ khách sạn để bảo đảm sự an toàn cho Diệp Thụy Nguyệt. Nghe lời, vẻ mặt Giang Hải trầm xuống. Diệp Thụy Nguyệt mím môi, vốn muốn phản bác lại, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Giang Hải, tất cả những lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong ngoan ngoãn quay về phòng lưng dựa vào cửa trong đầu toàn là dấu chấm hỏi tại sao mình phải nghe lời anh ấy chứ cả đêm không ngủ giang hải không hề thấy mệt mỏi anh tắm rửa sạch sẽ thay quần áo rồi đi ra ngoài diệp thụy nguyệt từ trong phòng bước ra ngây người một lúc cô ta đột nhiên cảm thấy không phải là mình hiểu về giang hải quá ít mà là hoàn toàn không hiểu gì về anh anh rốt cuộc là người như thế nào khi điềm tĩnh nho nhã thì giống như lần đầu gặp mặt. Khi bá đạo thì giống như trong buổi tiệc mừng thọ trăm tuổi của Tống Kỳ Vân, vô cùng kiêu ngạo. Khi thì lại không có liêm sỉ, ví dụ như lúc xem tiết mục biểu diễn của người lớn. Loại tiết mục đó sao có thể xem được cơ chứ? Sơ bẩn. Nhưng cho dù như vậy, tình cảm của Diệp Thụy Nguyệt đối với Giang Hải vẫn không hề thay đổi. Trái tim cô ta trước giờ luôn hướng về Giang Hải. Mặc dù biết rõ chuyện đó không thể xảy ra, nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào lửa muốn lại gần anh tình nguyện bị lửa thiêu chết anh không cho tôi đi tôi càng muốn đi không có tôi anh làm sao biết được ai là mai ly nhưng diệp thụy nguyệt vừa mới mở cửa ra đã bị giật mình một phen ngoài cửa có hai nhân viên phục vụ đứng đó họ thấy diệp thụy nguyệt bèn cúi người chào hỏi cô có cần gì không 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 cần gì tôi muốn đi ra ngoài cầm theo thẻ phòng đội mũ, cô ta cũng không quên đeo thêm cặp kính đen bản to. Trang bị đầy đủ để ra ngoài, nhưng lại bị người ngoài cửa chặn lại. Nói cái gì mà anh Giang đã căn dặn, cô Tống không thể ra ngoài. Nếu cần gì thì cứ việc nói với chúng tôi là được. Ở bên kia, Giang Hải lên xe đi tới đại hoành tự. Chùa chiền ở Thái Lan có nơi nhìn vô cùng lộng lẫy, nhưng cũng có nơi lại rất đơn giản, thậm chí là thô sơ. Ngôi chùa mà Giang Hải đến nếu không phải đã xác định đó chính là đại hoành tự từ trước anh còn nghĩ rằng đó là khu ổ chuột của những người dân nghèo nữa đấy chẳng qua nó được xây lớn hơn một chút mà thôi xung quanh yên tĩnh những bức tường đổ nát hoang tàn lộ rõ sự ảm đạm giang hải mặt không biến sắc vững bước tiến về phía trước giây phút bước qua cánh cửa chính anh hơi nhăn mũi anh ngửi thấy mùi máu tanh mặc dù chỉ thoang thoảng nhưng cũng không lọt qua khỏi khứu rác nhạy bén của giang hải Cuối cùng, Giang Hải đã đứng trước cửa đại điện. Cánh cửa khép chặt, đẩy cửa ngang nhiên đi thẳng vào. Bên trong tối đen như mực, bao trùm một bầu không khí quỷ dị. Trong bóng tối, dường như có vô số cặp mắt đang nhìn Giang Hải chăm chăm. Nhưng Giang Hải lại bật cười, bởi vì anh có thể cảm nhận được Linh Bài đang ở đây. Để gặp được tôi, cũng thật vất vả để chuẩn bị mồi câu đấy. Ánh mắt Giang Hải lóe lên sự hung ác. Hôm nay muốn bàn về hợp tác hay giao dịch? Hay là, người Do Thái đã tìm được vùng đất Canaan rồi, giờ không cần đến tôi nữa. Chương 256. Đây chính là thứ mà cậu muốn. Giọng nói già nua vang lên, khuất trong một góc nào đó. Lời nguyền rủa khiến cơ thể họ có những thay đổi bất thường, tuổi tác càng lớn càng đâm ra sợ ánh nắng mặt trời, tính cách cũng trở nên lập dị. Chiếc bàn phía trước đặt một tấm linh bài màu đỏ tươi chiếc thẻ nho nhỏ lại chứa đựng tu vi trọn đời của một đại sư. Giang Hải sớm biết rằng, linh bài là thật, không có gì phải nghi ngờ. Ông muốn gì, Giang Hải nheo mắt lại, họ hao tâm tổn sức như vậy, chắc chắn không phải vì tiền. sốt cuộc họ có bao nhiêu của cải, e rằng chính bản thân họ cũng không đếm được hết. Bản khắc đá. Thật xin lỗi, tôi chưa từng nhìn thấy thứ đó. Giang Hải cười khẩy, người lập dị muốn lợi dụng điểm yếu để uy hiếp anh, nhưng tiếc là ông ta đã chọn sai mục tiêu. Đối với Giang Hải, mặc dù linh bài là vật cần thiết, nhưng có thể giành giật, cũng có thể cướp đoạt, tuy nó quý giá, nhưng không phải là duy nhất. Còn đối với người lập dị, phúc thự bản khắc đá là vật rất quan trọng, không thể thay thế cũng không thể mô phỏng làm lại nó. Đế vương được mệnh danh là thần của giới lái buôn phương đông, trước giờ không bao giờ chịu sự uy hiếp của người khác, anh thả bỏ mối làm ăn cũng không đời nào chịu thỏa hiệp làm ăn ra làm ăn những thứ có giá trị ngang bằng nhau thì phải trao đổi ngang giá giang hải không bao giờ làm những việc khiến bản thân chịu thiệt ánh mắt anh lạnh lùng nhìn linh bài nếu mua thì phải mua thứ tốt nhất nếu không mua được thì đi cướp giang hải đã chuẩn bị xong kế hoạch cướp không biết có bao nhiêu cao thủ đang ẩn nấp ở đây chỉ cần là thứ mà đế vương muốn thì cho dù dùng bất cứ cách gì cũng phải lấy bằng được nhưng có một điều đó chính là không bao giờ chịu thiệt từ trước đến nay, đế vương làm việc gì cũng luôn đem lại cho người ta cảm giác, đã làm thì kiểu gì cũng phải thành công. Điều đó thể hiện rõ đặc điểm của người làm ăn buôn bán trong thế giới ngầm, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Rút điếu thuốc lá, châm lửa xoẹt một cái, khóe miệng Giang Hải chậm rãi cong lên. Anh thật không hiểu, mình đang bước vào ngôi chùa nào đó của Thái Lan hay là sở thú, hay là hang động tự nhiên trên núi cao sâu thẳm. Ngay cả trên xà nhà cũng có rơi trong đó có con rơi bị trần thương đá rụng mất một chiếc răng nó tỏ ra vẻ dữ tợn nhưng vẫn không giấu nổi sự sợ hãi chẳng lẽ cậu không cần linh bài nữa sao giang hải nhếch mép cười tà mị nếu đã để tôi nhìn thấy thì tấm linh bài này tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi lời nói ngông cuồng kiêu ngạo dáng vẻ thờ ơ anh hoàn toàn không coi người lập dị ra gì chứ đừng nói là người sói và ma cà rồng mỉm cười dùng linh bài đổi lấy phúc thự bản khắc đá, người lập dị làm ăn đừng có khôn ngoan như vậy chứ. Một tiếng hử lạnh, giọng nói già nua mang theo sự mục dứa, thối nát, không khí u ám bao trùm khắp cả. Sau đó bỗng vang lên tiếng cười lớn vô cùng quái dị, khiến người ta sởn cả gai ốc. Cậu cảm thấy hôm nay cậu đã đến đây rồi, liệu còn có thể dễ dàng ra ngoài như vậy sao? Lúc này, khắp bốn bức tường đột nhiên xuất hiện vài ngọn lửa màu xanh lá, nhờ ánh sáng của những ngọn lửa đó, cuối cùng anh cũng nhìn rõ đối phương. Nhưng lại không nhìn thấy mặt, hơn chục người đứng phía sau, vài người đứng đầu khoác trên mình áo choàng đen, không để lộ một chút da thịt nào ra ngoài. Sau lưng ông ta là một đám người sói hệt như bọn gấu ngựa, thân hình cao to, vạm vỡ, mặt mũi đáng sợ. Mà phía trên lại là ma cà rồng. Trong mấy nghìn năm qua, người lập dị sở hữu số của cải khổng lồ đếm không xuể, đương nhiên sẽ khiến vô số người thèm muốn chính vì có những kẻ hình hài không giống người cũng trả giống quỷ này bảo vệ người lập dị mới có thể tồn tại được đến ngày nay có điều mà mọi người không biết đó là người sói ma cà rồng và người lập dị đều giống nhau họ đều phải chịu lời nguyền rủa của thần linh những người bị thần linh bỏ rơi thì sẽ kết thành đồng bọn với nhau cho đến ngày nay người lập dị đã dùng sự thông minh tài trí và số của cải vô tận của mình để thuần hóa người sói và ma cà rồng trở thành thú nuôi của mình có thể ra ngoài hay không, không phải do ông quyết định. Vẻ mặt Giang Hải trầm tư, xem ra người lập dị muốn dùng khí thế ép người. Lúc này một người mặc áo choàng đen lên tiếng xoa dịu. Nếu anh coi đây là một vụ làm ăn, vậy cậu cứ ra giá cho Phúc Thự bản khắc đá đi. Hy vọng sẽ là cái giá mà chúng tôi có thể đáp ứng được. Anh Giang là người thông minh, nếu anh đưa ra điều kiện mà chúng tôi không đáp ứng được, kết quả cuối cùng e là không được tốt lắm. Giọng nói nhẹ nhàng, đó là một người phụ nữ. Giang Hải nheo mắt lại, nhìn qua đó, anh ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt trên người người phụ nữ đó. Khóe miệng anh nhếch lên, tôi đến đây là vì tấm linh bài này, tôi thấy chúng ta nên nói về giá cả của linh bài trước sẽ hay hơn. Xét về cả quân số và khí thế, người lập dị chiếm ưu thế hơn hẳn, nếu ra tay, Giang Hải thực sự không nắm chắc có thể bảo toàn tính mạng mà ra khỏi đây hay không. Tuy nhiên, nhịp điệu và quyền chủ động từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm trong tay Giang Hải. Khuôn mặt Giang Hải không hề có chút căng thẳng nào, ngược lại anh còn tỏ ra vẻ đùa cợt và lãnh đạm. Giang Hải muốn tách linh bài và phúc thự bản khắc đá ra để bàn bạc riêng, nhưng phải bàn bạc về giá của linh bài trước. Dù cho người lập dị đưa ra bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần Giang Hải có thể làm được, anh đều sẽ đồng ý. Tiếp theo mới bàn đến phúc thự bản khắc đá đúng như ý Giang Hải không chỉ khiến đối phương phải nôn ra hết những lợi ích đạt được khi bán linh bài, mà còn phải mất thêm một khoản lớn. Ông già mặc áo choàng đen đương nhiên có thể nhìn thấu suy nghĩ của Giang Hải, cho dù là khi bàn về linh bài đưa ra điều kiện trao đổi gì, thì khi đến phúc thự bản khắc đá chắc chắn sẽ bị tăng lên gấp vô số lần. Điều khó chịu nhất là cho dù có tặng không linh bài cho Giang Hải, thì anh cũng không bao giờ cảm kích. Bây giờ linh bài đã thuộc về cậu rồi. Sau khi cân nhắc vài giây, ông ta đã đưa ra quyết định vô cùng thông minh. Đồ đặt ở đó, nếu phúc thự bản khắc đá thỏa thuận không thành, vậy thì cả Linh Bài và Giang Hải đều phải ở lại đây. Nói điều kiện của phúc thự bản khắc đá đi. Giang Hải cười, sờ cầm như thể đang trầm tư suy nghĩ. Để tôi kiểm tra hàng trước đã. Nói xong Giang Hải đi lấy Linh Bài. Nhãi con, đừng có dở trò gì ở đây. Một người sói đứng chắn ở giữa, chặn đường đi của Giang Hải. Cút ra, Giang Hải lãnh đạm nói. Anh chậm rãi ngẩng lên, nhìn người sói cao hơn 2 mét bằng ánh mắt khinh thường. Trông mày thật khiến người khác buồn nôn. Giang Hải không chút do dự thẳng thừng ra tay. Một cú đấm trúng ngực người sói. Người sói đứng hiên ngang một chỗ không động đậy, nở điệu cười hung tợn tỏ ý xem thường. Gừ, một tiếng kêu đau đớn vang lên, Giang Hải thu tay về. Anh chậm rãi lùi lại phía sau hai bước khoảng cách đó vừa khớp với chiều cao của người sói. Mày cũng yếu thật đấy. Người sói vỗ nhẹ lồng ngực, đôi mắt nhuốm màu đỏ tươi, nó muốn giết chết cái tên kiêu căng, ngạo mạn này. Gầm. Người sói ngẩng đầu lên trời, phát ra tiếng gầm vang dữ dội, cơ bắp bắt đầu căng ra, toàn bộ đám lông trên người xù lên dữ tợn. Ai pick? Người phụ nữ mặc áo choàng đen hoảng sợ thốt lên. Nếu như ra tay, cuộc đàm phán này sẽ không thể tiếp tục được nữa nhưng bà ta đã sai lầm, người sói không hề có cơ hội ra tay. Bất cứ khi nào, coi thường đối thủ đều có thể là sơ suất chí mạng. Đôi mắt đỏ rực của người sói dần biến thành máu, nhanh chóng chảy xuống. Trong đôi mắt đó tràn đầy sự nghi ngờ, không cam tâm và càng không thể tin nổi. Còn cơ thể gã cũng bắt đầu run rẩy, co giật. Từ sâu trong cổ họng thốt ra tiếng họ ẹ, muốn nói gì đó, nhưng không nói được. Hơn nữa, mãi mãi cũng không thể nói được, ngay cả lời chăn chối trước khi chết gã cũng không kịp nói. Người nó siêu vẹo, đổ dầm một cái xuống mặt đất. Vừa hay đổ ngay trước mặt Giang Hải. Việc này, không thể nào. Cú đấm của anh ta nhìn có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng. Đám người sói kia vừa nãy vẫn còn tỏ vẻ diếu cợt và khinh thường. Giờ đây ai cũng sợ hãi, thậm chí lông tơ còn dựng ngược hết cả lên. Ai pích khỏe như thế nào, bọn họ là người biết rõ nhất cú đấm của giang hải không phải là muốn hạ gục gã mà là muốn lấy mạng gã con người này đáng sợ như thế nào ông lão người lập dị chân tay run rẩy lùi lại phía sau hai bước người càng có địa vị quyền lực càng cao thì càng để ý tới sự an nguy của bản thân ông ta cũng không phải ngoại lệ giang hải có thực lực như vậy nếu đột nhiên ra tay với ông ta vậy kết cục người sói bên cạnh có khả năng ngăn cản giang hải hay không thì vẫn chưa rõ còn có ai định ngăn cản tôi nữa không giang hải đảo mắt qua tất cả ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí nồng nặc ra khỏi thế giới phương tây những loài biến chủng này đều phải cục đuôi ngoan ngoãn làm một con thú nuôi ngoan ngoãn nếu như chúng dám tùy tiện xông vào phương đông kết cục sẽ vô cùng thê thảm khi nãy ông nói linh bài đã thuộc về tôi rồi đúng chứ giang hải nhìn ông ta pha chút ý cười châm chọc thứ mà anh muốn lấy không ai có thể cản huống hồ, vật đó đã là của anh. Đồ là của cậu, nhưng bây giờ chưa thể giao cho cậu. Giọng ông ta đầy giận dữ. Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, dám giết hai pick ngay trước mặt ông ta, đúng là ngông cuồng. Giang Hải có biết cơn giận dữ của người lập dị đáng sợ như thế nào không? Giang Hải không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Lúc này, việc anh muốn làm chỉ là lấy được linh bài mà thôi. Lấy đồ thuộc về anh dư dư lúc này cơ thể của bảy đến tám tên người sói căng cứng dần run rẩy quần áo trên người chúng giãn ra đến cực độ rồi bung ra đám lông rậm rạp và ghê tởm đó toát ra mùi cơ thể khiến người ta khó chịu đám người sói điên cuồng chúng hệt như quả bóng bơm căng và những chú gà trọi hăng máu hoàn toàn biến thành thú giữ muốn ăn tươi nuốt sống người ông định để chúng nộp mạng giang hải nhìn ông ta chậm rãi cất bước tiếp tục đi về phía linh bài. Tôi muốn lấy, ai cũng không cản được. Ngang ngược, ngông cuồng, kiêu ngạo. Nhưng Giang Hải đã thể hiện được sức mạnh của mình, anh có cơ sở để ngang ngược như vậy. Dẫm lên xác người sói, Giang Hải tiếp tục đi thẳng về phía linh bài. Đám người sói nhìn anh với ánh mắt dữ tợt, nhưng không một ai trong số chúng dám tiến lên trước. Ông ta chưa ra lệnh, chúng không dám ra tay. Áo choàng đen trên người ông ta khẽ rung lên, có thể thấy ông ta đã bị chọc tức đến mức toàn thân run bần bật. Vừa nãy tôi đã nói rồi, bây giờ không phải là lúc giao đồ cho cậu. Ông ta chậm rãi giơ một cánh tay lên, đối mặt với Giang Hải. Chỉ cần ông ta hạ tay xuống, đám người sói và cả những con ma cà rồng trực sẵn trên mái nhà sẽ đồng loạt bổ nhào về phía Giang Hải. Một trận chiến sinh tử hết sức căng thẳng. Giang Hải không thèm để ý, kiên định bước tiếp. Một bước, hai bước, ba bước. Anh chỉ còn cách linh bài 2 mét, nhưng đúng vào lúc ông ta chuẩn bị hạ lệnh ra tay. Bước chân của Giang Hải đột nhiên dừng lại. Anh nhìn chằm chằm linh bài, ánh mắt trở nên phức tạp. Anh cần linh bài, muốn chữa khỏi cho cho phòng Thiên Thọ, linh bài là thang thuốc bổ trợ đồng thời cũng là vị thuốc chính. Nhưng anh cũng có một số yêu cầu nhất định đối với linh bài. Tấm linh bài này bị nhuốm quá nhiều máu tươi, hơn nữa, những vị tu sĩ đã rót tu vi vào nó cũng không phải là người lương thiện gì. Giang Hải cười nhạt, vẻ mặt hơi thất vọng. Anh xoay người bước ra ngoài, không thèm để ý đến đám người sói luôn trong tư thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hủy bỏ giao dịch. Ý tôi là, tất cả giao dịch. Chương 257. Tất cả mọi thứ xảy ra quá đột ngột, mọi người trong phòng đều ngẩn người ra. Vừa nãy Giang Hải vẫn ở trong thế ép người, giờ đột nhiên lại từ bỏ. Hơn nữa, nói đi là quay người đi luôn. Cái gì? hủy bỏ giao dịch. Trong phút chốc, người lập dị hiểu ra ý của Giang Hải. Giao dịch dùng thần dược thần bí đổi lấy việc được bước vào ba thánh cảnh, cũng bị hủy bỏ. Với lại Giang Hải cũng không định giao phúc thự bản khắc đá cho người lập dị. Người lập dị cuối cùng cũng phải trả giá cho hành vi tự cho mình là đúng này. Dồn ép người khác thì được, nhưng đây lại dám dồn ép đế vương, cần phải biết rằng Giang Hải cũng được coi là một cao thủ lão luyện trong việc dồn ép người khác. Vì thần dược, người lập dị đồng ý cho Giang Hải bước vào ba thánh cảnh. Vì phúc thự bản khắc đá, người lập dị thực sự không nghĩ ra Giang Hải sẽ đưa ra yêu cầu gì. So với việc bị người khác khống chế chi bằng ra tay trước lấy thế chủ động. Chẳng qua, điều khiến họ bất ngờ đó là, một tay lái buôn trong thế giới ngầm, người chuyên dẫn mối làm ăn, sao lại có những thủ đoạn mưu mô như thế. Quả thực họ đã đánh giá thấp Giang Hải, anh dám một mình tới chỗ hẹn, hoàn toàn không phải hành động lỗ máng, mà là anh có tài trí và thủ đoạn hơn người khoan đã ông ta vội bước lên hai bước hơi thở bắt đầu gấp gáp giang hải vẫn thở ơ tiếp tục sải bước đi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài cậu giang ông ta cuối cùng cũng chịu nhận thua cánh cửa lớn rộng mở ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào đối với người bình thường thì ánh sáng mặt trời lúc này vô cùng ấm áp nhưng đối với ông ta thì nó lại cực kỳ trói mắt ông ta sợ hãi đưa tay lên che mắt xoát ruột đến mức mất kiên nhẫn mà bước lên trước vài bước, đón lấy thư ánh sáng mà mình sợ nhất, nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Hải. Cậu Giang là người làm ăn, cái này mọi người ai cũng biết, chỉ cần là hàng hóa thì đều có giá cả và đều có thể đem ra trao đổi. Cuối cùng Giang Hải cũng dừng bước, lời nói của ông ta quả thực không sai, người làm ăn không có gì là khó thương lượng. Anh chậm rãi xoay người lại, nhún vai, giọng nói lạnh lùng. Đôi mắt thâm sâu toát ra sát khí nồng nặc. Nhưng chính các người đã phá vỡ cuộc giao dịch này, chữ tín của người lập dị thật không đáng tin. Lần đó ở thành phố Giang Tư, các người đã âm thầm bố trí không ít cao thủ, nếu không phải những con xúc sinh bên cạnh các người không thể vào phương đông, những người đi cùng lại không đủ mạnh. E là đã ra tay với tôi rồi đúng không? Mềm không được thì chuyển sang cứng, nếu cứng không được thì trói tôi mang về. Bây giờ các người biết rằng muốn khống chế được tôi không hề dễ dàng, vì vậy lại chuyển sang cầu xin tôi, đúng chứ? Người lập dị các người cầm tinh con chó sao? Lúc thì thè lưỡi, lúc thì nhe răng. Ông ta lùi lại phía sau, nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa cứ như là nhìn thấy thú dữ. Sợ hãi trốn sau lưng người phụ nữ mặc áo choàng đen. Cậu Giang, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Mang theo những cao thủ đó là để bảo vệ cho sự an toàn của tôi. Giang Hải cười diễu cợt, cái lý do đến quỷ cũng không tin này mà cũng có thể nói ra được. Có muốn tiếp tục bàn nữa hay không? Giang Hải không định quay người lại, mặt hướng về phía ánh mặt trời chói lóa, hơi ran rát. Cậu Giang có thể nói xem, người lập dị cần phải trả cái giá như thế nào, thì cậu mới có thể giao phúc thự bản khắc đá cho chúng tôi. Giang Hải lắc đầu, nếu như dễ dàng bỏ qua chuyện vừa rồi như vậy, chắc chắn không phải là phong cách của Giang Hải chẳng lẽ không biết nói một câu xin lỗi đối với chuyện vừa xảy ra hay sao? Là chúng tôi. Không, 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 cách để lấy lại lòng tin không thể chỉ là vài câu nói xung được, tôi muốn nhìn thấy thành ý của người lập dị. Vốn dĩ đang là người chiếm ưu thế, sau một hồi thỏa thuận, đảo ngược lại là Giang Hải chiếm ưu thế, trong lòng ông ta vô cùng tức giận. Khoảnh khắc Giang Hải bước vào cửa, tất cả mọi người ngay lập tức xông lên bắt lấy anh, đó chỉ là chuyện trong tích tắc chỉ cần khống chế được giang hải thần dược và phúc thự bản khắc đá dễ như trở bàn tay nhưng lúc này giang hải lại đứng ở ngoài cửa cơ hội đã vụt mất sau này giang hải sẽ càng cẩn thận hơn sợ là sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như vậy nữa mãi cũng không có cơ hội ra tay nữa cậu muốn thành ý như thế nào người phụ nữ kia lại một lần nữa lên tiếng giang hải cười khẩy liếc nhìn vài tên người sói dùng tính mạng của chúng để thể hiện thành ý của các người khi nãy chúng tấn công tôi, giờ xử lý chúng thì phúc thự bản khắc đá cũng dễ thương lượng thôi. Nghe thấy vậy, tất cả những người có mặt ở đó đều thay đổi sắc mặt. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Đám người sói vừa tức giận, vừa sợ hãi. Người lập dị vì lợi ích của bản thân mà hy sinh chúng, đó là điều rất đối bình thường. Không chỉ Giang Hải coi chúng là súc sinh, mà ngay cả người lập dị cũng không xem chúng là người, họ chỉ coi chúng như công cụ để sai khiến mà thôi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người ông ta. Ông ta khoác trên mình chiếc áo choàng đen, thật sự không nhìn ra rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì. Cơ thể ông ta khẽ run, vẫn im lặng không nói lời nào. Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, điều đó đủ cho thấy ông ta đang cân nhắc yêu cầu của Giang Hải, trong lòng cũng có chút dao động. "Cậu Giang." Ông ta lên tiếng. Đám người sói nín thở, tim như sắp rớt ra ngoài. Số phận của họ như thế nào? chỉ dựa vào một câu nói của ông ta. Thưa ngài, người phụ nữ đột nhiên mở lời, giọng nói hơi run. Ông ta đưa tay lên ngắt lời, giọng khàn khàn. Cậu có thể đổi yêu cầu khác, ví dụ như linh bài. Tấm linh bài này oán hận quá sâu, sặc mùi máu tanh, tôi không cần. Ý anh là nếu như đổi một vật tốt tương tự như vậy, vụ giao dịch này không khó để thương lượng tiếp. Ánh mắt đám người sói và ma cả rồng hiện rõ sự cảm kích, cuối cùng chúng cũng có thể yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Chúng nhìn Giang Hải, căm thù anh đến tận xương tủy. Giang Hải lại thích nhìn ánh mắt đó, vừa căm thù với anh, nhưng cũng không dám làm gì anh. Giang Hải chẳng thèm quan tâm đến mạng sống của đám người sói này. Người lập dị rốt cuộc nuôi bao nhiêu loại súc sinh như vậy cũng chẳng biết được. Người sói và ma cả rồng đều nhờ máu để sinh sản, cái gọi là quan hệ huyết thống giữa cha và con cái, chẳng qua chỉ là một con virus mà thôi. Đám người này từ nhỏ đã được người lập dị nuôi dưỡng, lòng trung thành đã ngấm sâu vào tận xương tủy, chúng chắc chắn là loài chó trung thành nhất. Chúng tự cho rằng sứ mệnh của chúng chính là làm tất cả vì người lập dị. Nhưng ai mà không muốn sống cơ chứ? Vậy tôi đổi tấm khác cho anh. Ông ta không phải là để ý tới sự sống chết của người sói, mà là sợ mất đi sự tín nhiệm của chúng. Nếu lời của Giang Hải không bị đám người sói nghe thấy, ông ta nhất định sẽ tìm lý do giải quyết đám vô dụng này giang hải mỉm cười sắc mặt lập tức trầm xuống như vậy là xong rồi sao một tấm linh bài mà muốn đuổi cổ tôi đi coi tôi là ăn mày sao tôi nhớ rằng người lập dị có khá nhiều mối quan hệ ở thái lan tôi muốn một ít lợi ích từ đó nếu những việc có thể dùng tiền để giải quyết đó chỉ là chuyện nhỏ đối với người lập dị điều đó có nghĩa là giang hải có thể đưa ra điều kiện ông ta lại tiếp tục lùi về sau nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài khiến cả người ông ta khó chịu sinh ra nỗi sợ hãi khó diễn tả hận không thể ngay lập tức tìm cái hang chuột để chui vào tôi muốn có quyền khai thác đối với tất cả các loại và cả quyền sở hữu vài ngọn núi nữa được thôi ông ta đồng ý không chút do so dự vụ giao dịch đầu tiên coi như đã hoàn thành vậy bây giờ có thể bàn về thần dược và phúc thự bản khắc đá được hay chưa giang hải nhún vai tỏ vẻ đồng ý thần dược thì có thể tiếp tục làm theo giao hẹn trước đây tôi nhớ chưa đầy một tháng nữa là có thể bước vào cảnh giới. Còn phúc thự bản khắc đá, các người muốn dùng cái gì để đổi? Với việc tôi dẫn các người tới vùng đất canon, tôi được lợi gì? Vật trong tay Giang Hải là thứ mà người lập dị nhất định phải lấy được, dù dùng bất cứ cách gì, bây giờ nó nằm trong tay Giang Hải, tùy anh ra giá. Nhưng Giang Hải không muốn ra giá, nếu anh ra giá thì chắc chắn sẽ không cho người lập dị có cơ hội mặc cả anh ra giá như nào thì là như thế. Giang Hải muốn lấy tiền sao? Không, số của cải mà các đời đế vương tích lũy được là một con số khổng lồ. Giang Hải không cần tiền, cũng không cần để lại của cải cho đời sau. Bởi vì quá nhiều tiền sẽ không có ý nghĩa gì hết. Cái mà Giang Hải muốn, chính là thứ quan trọng nhất đối với người lập dị. Cảnh giới và vùng đất Canon. Vùng đất Canon, Giang Hải quả thực biết nó ở đâu, nhưng... Anh không đến đó được cần phải khai thông một con đường, dùng máu của tội ác và máu của quang minh. Chỉ cần một nghi lễ tế máu cổ xưa là có thể đi qua. Trước đây, Giang Hải không hề biết như thế nào là máu của tội ác, nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ. Máu của những người bị nguyền rủa chính là máu của tội ác. Còn máu của quang minh là máu của kỵ sĩ thánh điện. Trước đây nó từng là việc không dễ dàng gì, nhưng lúc này nếu do người lập dị làm thì nó lại trở nên rất dễ dàng. Tôi muốn biết vùng đất Canon có cái gì. Theo ghi chép, đó là vùng đất màu mỡ, người lập dị đã từng cai trị ở đó. Nhưng đối với gia tộc lập dị ngày nay, mảnh đất màu mỡ đó không có ý nghĩa quá lớn với họ. Nó giống như ngôi nhà mà tổ tiên từng ở, chỉ đơn giản là nơi ở trước đây của tổ tiên mà thôi. Giang Hải nhướng mày cười, phúc thự bản khắc đá chính là được lấy từ nơi đó. Nghe vậy ông ta bắt đầu dao động. Vùng đất Canon rộng lớn như vậy, nơi đó rất có thể không chỉ có mình phúc thự bản khắc đá có thể nơi đó còn lưu giữ những vật quý khác dẫn chúng tôi đi điều kiện của cậu là gì giọng nói của ông lão hơi run run ông ta đã nhìn thấy ánh nắng ban mai ánh nắng có thể hóa giải được lời nguyền nhưng đồng thời cũng vẫn kiêng rè giang hải chàng thanh niên phương đông này nhìn như không có điểm gì nổi bật khiến người khác chú ý đến lại không chỉ nắm giữ bảo vật của người lập dị mà còn biết được bí mật này quả thực đáng sợ đó cũng là mối họa lớn đối với người lập dị. Lúc này, ông ta đã hạ quyết tâm lấy bằng được thứ mình muốn, sau khi lợi dụng Giang Hải xong, nhất định sẽ trừ khử anh. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, cũng tuyệt đối không để Giang Hải tiếp tục sống. Giang Hải vẫn chưa nghĩ ra điều kiện. Vùng đất Canon rất có thể giấu một bí mật mà bao đời đế vương dốc sức tìm kiếm. Nhìn áo choàng đen từ trên xuống dưới của người lập dị, khóe miệng Giang Hải dần cong lên, trong giây lát chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ quái. Tôi muốn cô ta. Ánh mắt Giang Hải khóa chặt trên người phụ nữ đó, một người mà trước giờ anh chưa từng gặp. Chỉ cần cô ta trở thành người của tôi, tôi sẽ dẫn các người đến vùng đất Canon. Cái gì? Chuyện này, sao có thể được? Cậu muốn gì? Quả thực họ không dám tin vào tai mình, vài người lập dị kinh ngạc thốt lên. Vì để giữ dòng máu thuần khiết của mình, từ trước đến nay họ không kết hôn với người ngoại tộc, nếu ai dám làm trái sẽ bị xử tử vô cùng thê thảm mà người phụ nữ này lại là người phụ nữ thánh khiết của người lập dị triệu chứng bị dính lời nguyền của người phụ nữ này rất nhẹ phù hợp với việc sinh con cháu nối dõi tông đường sứ mệnh cả đời của người phụ nữ thánh khiết chính là sinh con không phải là sinh con cho một người mà là sinh con cho tất cả những người lập dị phù hợp với cô ta trong việc sinh đẻ cô ta buộc phải chấp nhận dòng máu cao quý của người lập dị điều đó khiến cô Lâm vào tình cảnh trở thành vợ cho cả một gia tộc. Yêu cầu của cậu, chúng tôi không thể nào. Ông ta chưa kịp nói xong, Giang Hải đã hử lạnh lên tiếng. Đừng có nói chắc chắn như vậy. Người phụ nữ tôi đã muốn, chắc chắn phải là của tôi. chương 258 Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh đều nhìn chăm chú vào thân hình xinh đẹp khoác trên mình lớp áo đen kia, khóe miệng Giang Hải nhếch lên, anh mỉm cười một cách ma mị điều kiện này thật là làm khó cho người lập dị quá. Tất nhiên không phải là Giang Hải thích một cô gái mà mình chưa từng gặp mặt bao giờ, mà chỉ làm vậy để chọc tức đối phương thôi. Trước đây anh đã nghe đồn rằng, trong số những người lập dị, có một cô gái thường xuyên suốt đầu lộ diện, mà địa vị của cô ta lại rất cao. Nếu như, Giang Hải bắt người lập dị phải phá lệ mà trở thành thông gia của anh, thì sau này, một lời nói của đế vương ở thế giới phương Tây cũng sẽ có trọng lượng hơn. Nhưng mà khiến cho người lập dị đồng ý, thật khó như lên trời. Mà cho dù Giang Hải thật sự mang cô gái này về, cũng không có khả năng sẽ tiến triển thêm tí nào. Điều anh muốn, chỉ là cái danh phận mà thôi. Lời nói của Giang Hải, bá đạo vô cùng, một giọng điệu không cho phép người khác có quyền trả giá. Ông lão người lập dị, bỗng dưng trầm mặc. Nhưng, cô gái áo đen, toàn thân run rẩy, thân thể mềm mại của cô ta cũng run nhẹ nhẹ. Phía dưới lớp áo đen, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Giang Hải. Không đồng ý, thì thôi. Giang Hải vẫy tay, cô quay về suy nghĩ thêm đi, nhưng mà... Chừng nào giải được lời nguyền rủa của người lập dị, thì tôi không chắc lắm. Giang Hải đá lông nheo với cô gái áo đen, anh hôn gió cô một cái như muốn trêu ghẹo. Lập tức, anh quay phát người đi, hy vọng, các ông có thể sắp xếp nội trong vòng hai ngày, mang thứ tôi muốn đến khách sạn của tôi. Tôi, chỉ chờ các ông hai ngày đợi một chút ông lão kia rốt cuộc cũng lên tiếng rồi ông ta biết rõ lúc này nếu như giang hải đi về lúc nào anh sẽ quay lại thương lượng lần nữa cũng phải đợi xem tâm trạng giang hải ra sao lời nguyền rủa của gia tộc ông ta một ngày cũng không muốn đợi thêm nữa dù gì cũng đã bắt được cơ hội như thế này vẫn nên mau chóng giải quyết thì hơn ông ta nhìn về phía cô gái áo đen bộ cô không muốn nói gì sao thân thể mềm mại của cô gái run lên giọng nói của cô ta hơi run rẩy tôi là người lập dị và vĩnh viễn cũng là người lập dị nghe như thể cô ta không muốn có quan hệ qua lại gì với giang hải thực tế ý cô gái muốn nói là cô ta sẽ nghe theo sự sắp xếp đi theo giang hải ít nhất cô ta còn có thể thoát khỏi sự an bài của vận mệnh theo cô ta thấy thì biểu hiện của giang hải rất có tinh thần của một kỵ sĩ so với những tên nhát gan người lập dị anh như là thần thánh vậy gặp nguy hiểm cũng không hoảng loạn. Yêu cầu của Giang Hải làm cho cô ta nghĩ đến, nếu chờ thêm một tháng nữa, thì thân phận người phụ nữ thánh khiết này của cô ta sẽ không còn thánh khiết nữa, mà hoàn toàn trở thành công cụ để thỏa mãn tu tính, biến thành một cái máy sinh con, trở thành kỹ nữ của gia tộc. Khẩu quả rất là thê thảm, cũng rất đáng sợ. Cô gái áo đen rất muốn nói mình đồng ý, nhưng cô ta không dám. Tất nhiên là Giang Hải không biết trong vụ này lại còn có một mối quan hệ hiếm thấy như vậy nghe cô gái áo đen trả lời ông lão phá lên cười một cách quái dị yêu cầu này chúng tôi đồng ý vừa dứt lời tất cả mọi người ở đó đều giật mình cái này làm sao có thể vậy được người lập dị chưa bao giờ kết hôn với người ngoại tộc bọn họ tuyệt đối không cho phép trong dòng máu của người lập dị pha lẫn một dòng máu khác cho dù người thân có huyết thống của bọn họ lưu lạc bên ngoài cũng tuyệt đối không cho phép. Đám người sói và ma cà rồng đều có vẻ mặt rất khó coi. Thậm chí, Giang Hải cũng kinh ngạc không kém. Vậy, là đồng ý rồi sao? Có nghe lầm hay không đây? Anh chỉ là lóe lên ý tưởng, rồi thuận miệng nói ra mà thôi. Mà, cô gái áo đen sợ hãi kêu một tiếng, không thể tin được vào tai của mình. Ông ta, vậy mà đồng ý rồi sao? Thật sự đồng ý rồi sao? Thưa ngài, Cô gái áo đen rất nhạy bén, trong lòng cô ta xém chút nữa kìm chế không được mà gieo toáng lên, nhưng cô ta vẫn quyết không thể biểu hiện ra tí nào. Trái lại, cô ta phải tỏ ra từ chối, tỏ ra phản đối. Đưa tay lên ngắt lời cô gái, ông lão nhìn về phía Giang Hải. Hôm nay, tôi đại diện người lập dị, định ra hôn ước của cậu và Maureen. Khóe miệng Giang Hải cong lên, vẻ mặt anh cười thê thảm, giờ phút này, anh đã tìm không ra một gì lý do nào để phản đối. Cái này, có phải hơi qua loa rồi không? Tiếng ông lão khàn khàn trầm thấp. Nhưng mà, người lập dị có quy định riêng của mình, Maureen còn chưa làm lễ trưởng thành. Cứ đợi anh Giang từ Canon về, thì có thể thành hôn. Giang Hải hơi nhíu mày, không ai nhìn ra anh đang cười khinh miệt. Người lập dị chắc chắn đang muốn giải quyết anh trong thời gian đó. Đã như vậy, Giang Hải chỉ còn nước thuận gió đẩy thuyền. Cứ quyết định như vậy đi. Anh mỉm cười, rồi hơi khom người một cách lịch sự lập tức giang hải rời khỏi nơi đó nhìn bóng giang hải từ từ đi xa khóe mắt của cô gái áo đen từ từ chảy xuống một giọt nước mắt nhưng mà không ai nhìn thấy cô khóc giọt nước mắt được gạt đi một cách cẩn thận ông lão từ từ lui ra phía sau biến mất vào trong bóng tối toàn thân người đó tản ra một mùi mục nát trong đó nồng nặc mùi giết chóc cậu ta vậy mà lại phát hiện ra muốn diệt trừ cậu ta, quả thật phải nghĩ ra một kế hoạch và sắp đặt chỉn chu. Càng lớn mạnh, lại càng phải chết. Trước khi đi, Giang Hải cũng không có yêu cầu phải xem mặt cô gái áo đen. Việc này, thật là không đúng logic tí nào. Ngày khác, người lập dị hoàn toàn có thể tìm đại một cô gái khác để qua loa với Giang Hải. Mấu chốt nhất là, ánh mắt của Giang Hải, từ đầu đến cuối đều rất chính trực, không hề có chút ham muốn xác thịt nào, tất cả mọi cử chỉ của anh với cô gái áo đen, cũng không có một cử chỉ tùy tiện muốn làm gì thì làm. Cô gái áo đen đứng ngây ra như phóng, cho đến khi bóng lưng Giang Hải, khuất bóng hồi lâu. Bên cạnh của cô, vang lên một tiếng cười dữ tật, đừng vọng tưởng nữa, rất nhanh thôi, cậu ta sẽ được lên thiên đường gặp Thượng Đế. Cô gái áo đen chợt tỉnh táo lại, trong thoáng chốc cô ta có hơi run sợ. Đúng vậy, người lập dị sẽ không để cho chuyện này phát sinh bọn họ nhất định sẽ trừ khử giang hải hơn nữa giang hải chắc chắn phải chết không có bất kỳ ngoại lệ nào thế giới này có rất rất ít việc mà người lập dị muốn làm nhưng lại làm không được trong lòng của cô gái áo đen vừa mới lóe lên một tia hy vọng nhưng mới đó lại lâm vào vực sâu lần nữa vận mệnh của cô mãi đến bây giờ cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của người lập dị trở về khách sạn vẫn còn rất sớm trước mặt diệp thụy nguyệt là một bữa sáng thịnh soạn, đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ món ăn đặc sản Thái Lan. Nhưng, Diệp Thụy Nguyệt không hề động đúa, cô phồng má, nhìn chằm chằm vào mấy người đang cúi đầu ủ rũ. Cho dù cô nói thế nào, những người này chắc chắn cũng không cho phép cô ra khỏi cửa nửa bước. Gọi điện thoại khiếu nại với lễ tân cũng vô dụng. Cô chỉ được một câu trả lời rằng, chỉ cần cô ta không ra khỏi cửa, tất cả bọn họ sẽ được trọng thưởng. Tại sao cô không ăn sáng? giang hải đi vào anh nhìn thoáng qua cũng biết chuyện gì đang xảy ra anh xua tay cho phép tất cả mọi người lui xuống giang hải vừa ngồi xuống là ăn ngay ăn như hổ đói anh đi đại hoành tự rồi hả giang hải gật đầu linh bài đâu giang hải lắc đầu miệng anh ngấu nghiến nhai đồ ăn ú ớ nói tôi chưa lấy sẽ có người đưa nó tới vậy lúc nào thì chúng ta mới về trong lòng diệp thụy nguyệt có chút do dự lấy được đồ rồi cũng là lúc bọn họ cần phải trở về cô với giang hải e là không còn cơ hội được ở chung với nhau nữa rồi có lẽ tôi phải ở đây thêm một thời gian cô về trước đi diệp thụy nguyệt ngoan ngoãn gật đầu cô cắn môi đến nỗi môi mình trắng bệch tôi tôi có thể ở lại với anh được không hoàn cảnh ở đây không tốt lắm không thoải mái bằng lúc ở trong nước người lập dị đảm nhận khai thác mạch khoáng những việc này Giang Hải muốn làm cho xong luôn rồi hãng về. Chỗ mạch khoáng là rừng sâu núi thẳm, có Diệp Thụy Nguyệt đi theo, chắc chắn là không tiện cho lắm. Tôi cũng muốn ở lại đây. Đó giờ Diệp Thụy Nguyệt vẫn luôn là một cô con gái ngoan hiền. Đây là lần đầu tiên cô dùng một giọng điệu cương quyết mà nói chuyện với Giang Hải. Cô cúi đầu, ánh mắt cô lướt nhìn trộm Giang Hải. Cô sợ Giang Hải giận. Giang Hải không nói nhiều, mà ăn như vũ như bão. Mau ăn đi. Tối hôm sau, người lập dị liên lạc với Giang Hải. Tất nhiên Giang Hải sẽ không tiếp đón họ ngay trong phòng khách, mà là ở tầng dưới, anh chia tay đón lấy một cái hộp. Mở ra nhìn sơ, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Hiệu suất làm việc của người lập dị, có độ chính xác rất cao. Ngay cả Giang Hải cũng không điều tra ra tung tích linh bài ở đâu, nhưng chỉ cần thời gian một ngày mà người lập dị đã mang linh bài tới. Mà đi kèm với nó còn có một tờ giấy phép chứng nhận, phạm vi gần mỏ đá quý, trong khoảng phạm vi vài chục cây em, đều được cấp phép sử dụng. Việc này, không phải đơn giản chỉ là quyền khai thác thôi đâu. Trong khu vực này, đế vương, chính là chúa tể, ngoại trừ việc đóng thuế cho Thái Lan, thì ở đây, anh có muốn giết người cũng được. Anh một bước trở thành chúa tể của Thái Lan. Người mang đồ tới chính là một tên ma cà rồng, thoạt nhìn cao lớn tuấn tú, tự xưng mình là Francis. Giang Hải muốn đi, Francis bước tiến một bước ngăn anh lại, rất lịch sự mời Giang Hải đi uống một chén. Giang Hải nhíu mày, cút, anh không xứng. Francis cắn răng, làm ra vẻ do dự, rồi mới tránh đường. Cho đến khi Giang Hải đi ngang qua vai, anh ta hung dữ nói, hy vọng, anh có thể sống sót. Chúng tôi sẽ cho anh biết, đâu mới là huyết thống cao quý. Huyết thống, người biến dị cũng dám lấy huyết thống ra nói chuyện sao. Một đám súc sinh, Giang Hải cười nhạo, cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt Francis giữ tợn, hy vọng khi anh lên lầu sẽ không bị phát điên. Ha ha. "Ồ, chào anh." Anh vừa định đi vào thang máy, một người nhân viên phục vụ tươi cười chào đón, hỏi Giang Hải phòng số mấy. Giang Hải khẽ nhíu mày, dường như có gì đó sai sai. Bóng dưng lông mày anh chợt dừng lại, tiếng anh lạnh lùng nói cút. Anh vội vàng đè ấn nút thang máy trên lầu chắc chắn đã xảy ra chuyện gì không hay rồi quả nhiên lúc giang hải nhìn thấy cửa phòng khép hờ là anh đã biết ngay anh xuống lầu lấy đồ là đã trúng kế điệu hổ ly sơn francis mời giang hải uống một ly uống nổi sao nhân viên phục vụ gọi với giang hải lại tất cả thứ này đều nhắm mục đích kéo dài thời gian của giang hải một cước đá mở tung cửa phòng trong phòng chỉ còn lại một luồng khí thức nhàn nhạt mà diệp thụy nguyệt thân người cong quẹo, nằm ngã dưới sàn. Anh vừa chụp một cái ly nước quảng ra xa, ly nước rơi vãi trên đất, sộc lên mùi máu tanh kỳ lạ. Anh lại vừa xông lên trước, đỡ lấy Diệp Thụy Nguyệt. Giờ phút này, sắc mặt của cô đã trắng bệch như tờ giấy rồi. Một luồng hơi thở thở vào phổi Diệp Thụy Nguyệt, vừa thổi vào đã không còn tác dụng nữa. Sắc mặt Giang Hải hoàn toàn trùng xuống. Người lập dị, muốn chết hay sao? nếu như đôi bên đã ký xong hiệp ước không lý nào lại ra tay với giang hải nữa cũng không có lý do gì để ra tay với những người bên cạnh giang hải để mà phá hỏng hiệp ước đôi bên để làm chi nhưng sự thật là người lập dị đã động thủ hơn nữa còn nhằm vào diệp thụy nguyệt đỡ diệp thụy nguyệt lên giường dịu dàng đắp kín mền trước tiên giang hải liên lạc với tinh hà lập tức tay điều tra ai là nội ứng trong khách sạn ném điện thoại Giang Hải thoát cái ra khỏi khách sạn. Khóe miệng tươi cười, mà ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn, làm cho ai cũng sợ hãi. Giang Hải, thật sự nổi giận rồi. Mới vừa nãy, anh chỉ mới rời phòng chừng vài phút, mà một con ma cà rồng từng bị Giang Hải đá gãy một chiếc răng đã lẻn vào phòng. Trong ly nước mà Diệp Thụy Nguyệt uống, có máu của cô ta. Giờ này, Diệp Thụy Nguyệt đã trúng độc của ma cà rồng. Người trúng độc của ma cà rồng sẽ có hai cái kết. Một, là trở thành ma cà rồng, hai, là thân thể bị khô kiệt mà chết. Hơn nữa, quá trình này lại rất nhanh. Ngắn thì vài ngày, dài nhất cũng chỉ nửa tháng. Trong bóng đêm, Giang Hải lao vụt đi. Đích đến của anh là đại hoành tự, Giang Hải tin rằng người lập dị vẫn chưa đi đâu. chương 259 Đại hoành tự, Giang Hải trầm trọng bước đi, dừng lại trước cửa buổi tối là thời gian hoạt động của ma cà rồng nhưng anh không quan tâm anh đến chính là để người lập dị phải trả giá thật lớn dùng máu để trả nhìn đại hoành tự dưới bầu trời đen kịt khóe miệng giang hải cười gằn nổi lên tia khát máu lấy điện thoại ra nói với người bên kia tinh hà sắp xếp người quét rác đến đây đại hoành tự cần dọn dẹp một số vật bẩn thỉu không nói hai lời giang hải trực tiếp xiết vào trong bóng tối một tên người sói đột nhiên ra tay. Gã cho rằng mình đã ẩn giấu rất hoàn hảo, nhưng trước mặt Giang Hải thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Mùi hôi hám làm người buồn nôn, thể hiện đầy đủ bản chất của một súc sinh. Cái miệng dính đầy máu mở ra, thở ra cái mùi làm người ta chán ghét vô cùng. Giang Hải vẫn không hề bị lay động, bước chân mạnh mẽ trước sau như một. Nện một cú đấm lên ngực người sói gã người sói chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh cổ quái đang tiến vào trong cơ thể to lớn của mình giống như ném một cục đá vào trong làn nước cơn sóng cấp tốc bao phủ toàn thân gã lúc đầu thì không cảm thấy có gì bất ổn nhưng tiếp đó gã lại cảm giác được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng mất đi thân thể dần dần bắt đầu run rẩy co giật thật khó có thể tin được gã thế mà lại không thể điều khiển được cơ thể của chính bản thân mình vừa nãy là ai ra tay với người của tôi chủ động đứng ra tôi sẽ để cho cô ta được chết thoải mái một chút cuống họng gã người sói cứ như bị nhét vào một đống đồ vật đến một chữ hoàn chỉnh cũng không nói ra được ánh mắt từ nghi ngờ không muốn giải thích giờ đây đã biến thành hoảng sợ hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên trong đại hoành tự giang hải thu tay về xoa lên trên quần áo đụng vào bầy xúc sinh này làm anh cảm thấy buồn nôn mày chẳng qua chỉ là một người canh cửa cho mày biết về cái chết của mình cũng không sao đế vương, khắc tinh của yêu ma quỷ quái. Các người, cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, ở trước mặt tôi cũng chẳng khác gì một bầy heo đang đợi làm thịt. Phương Đông, vĩnh viễn là tổ tiên của các người. Gió nhẹ phảng phất, mang theo tia sát khí. Xung quanh một màu đen kịt, đại hoành tự lặng im không chút tiếng động nào. Nhưng Giang Hải vẫn cảm nhận được, trong bóng tối, rất nhiều đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Bọn người theo dõi Giang Hải trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Đáy mắt dâng lên sự sợ hãi. Giang Hải sau hai lần ra tay, đã cướp đi hai tính mạng. Không có chiêu thức hoa lệ, mỗi một động tác đều rất đơn giản và dứt khoát. Tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng thật ra khó có thể tránh khỏi. Không cần bất kỳ động tác đặc biệt nào, chỉ đơn giản như vậy. Người bị đánh chết là gã người sói kia, nhưng lại làm tất cả mọi người sợ hãi. Khắc tinh của yêu ma quỷ quái, chính là mạnh mẽ như thế cho dù một con chuột đã nhìn thấy con mèo bao nhiêu lần nó cũng sẽ không nhịn được mà run rẩy nỗi sợ hãi sẽ chiếm lấy tâm trí nhưng sâu thẳm trong lòng nó sự căm thù lại càng ngày càng lớn dần giang hải ra tay hai lần đều là giết chết hai người anh em người sói của bọn họ giống một tiếng gào rú vang lên từ trong bóng tối hai gã người sói chạy tới như điên không sai chính là chạy tới như điên bốn chân chạm đất miệng dính máu mở lớn chất nhầy ở giữa những kẽ răng văng ra ngoài. Sau một hồi gió lốc, Giang Hải đã nhìn thấy gã người sói mặt mũi không rõ chỉ đang cách mình hơn 10cm. Muốn chết, vậy táng thân ở đây đi. Giang Hải dậm chân thật mạnh, tiếng nổ vang lên, mặt đất rung động lắc lư tới nỗi cách mấy trăm mét cũng có thể cảm nhận được. Giang Hải tiếp đòn của người sói, tay nện ra hai quyền. Bịch bịch, tiếng va chạm nặng nề khó chịu vang lên. Người sói đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Chạy như điên tới, cuối cùng lại bay ngược trở về. Gã người sói ngã xuống mặt đất, lăn cuồn cuộn hai vòng, hai mắt đỏ tươi, sức lực trong người gã đã cạn kiệt, khó khăn ngẩng đầu lên, sâu trong cổ họng run rẩy từng đợt. Lòng quật cường, sự không cam lòng, các loại tâm tình vặn vẹo cùng một chỗ khiến cho khuôn mặt của hai gã người sói vô cùng cổ quái và dữ tợn. Hai gã không thể ngờ được, thực lực của Giang Hải lại mạnh đến như vậy lực đạo kỳ quái xâm nhập vào thân thể phá hủy đi lục phủ ngũ tạng của bọn họ thân thể dơ bẩn linh hồn xấu xa hủy diệt tất cả là tốt nhất còn ai nữa giọng nói giang hải khàn khàn trầm thấp anh chậm rãi ngẩng đầu lên hai tay nắm chặt anh muốn tàn sát mọi thứ hôm nay bất kể là ai nhiều hay ít giang hải đều muốn giết hết tất cả không chừa một thứ gì anh tự hỏi rốt cuộc vì sao người lập dị lại phải nhầm vào một người phụ nữ nhu nhược không giúp được việc gì cơ chứ? Diệp Thụy Nguyệt và bọn họ vốn không hề quen biết, cũng chưa từng gặp nhau lần nào. Cớ sao lại ra tay với một cô gái bình thường như vậy? Nơi đây không phải nơi mà anh có thể tùy tiện dương oai. Giữa không chung, một giọng nói dữ tợn truyền đến. Cô ta vừa mới trở về, Giang Hải đã lập tức tới đây. Cô không thể ngờ được tốc độ Giang Hải lại nhanh đến vậy cảm nhận được hơi thở của ma cà rồng ở trên người Giang Hải, mọi hy vọng của cô ta đều sụp đổ, vốn tưởng rằng đã che giấu rất tốt, không ngờ lại bại lộ nhanh đến thế. Thứ được trộn lẫn vào trong ly nước của Diệp Thụy Nguyệt, đúng là do cô ta cho vào. Hơn nữa, sau khi đi vào phòng, Diệp Thụy Nguyệt cũng không muốn uống nước, cô ta CIA đành phải đánh ngất cô ta, rồi đổ nước vào miệng Diệp Thụy Nguyệt. Cô ta không biết Giang Hải mạnh mẽ tới mức nào tự nhiên lại có thể cảm nhận được sự tồn tại như có như không của loại hơi thở xa lạ khác. Bất luận là ma cà rồng hay là người sói, Giang Hải đều có thể cảm nhận được. Những thứ xúc sinh dơ bẩn này khó mà không để lại mùi. Giang Hải bất chợt ngẩng đầu, giọng nói này, không phải ai khác, mà chính là cô ả ma cà rồng đã bị anh đá gãy răng nanh. Chậm rãi giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay. Cô, đến đây. Giang Hải không muốn giết cô ta, thầm nghĩ, anh càng muốn làm cho cô ta sống không bằng chết đại hoành tự một lần nữa rơi vào tĩnh mịch cô ả ma cà rồng kia vẫn tồn tại một nỗi sợ hãi đối với giang hải sâu trong linh hồn việc cô ta có thể làm cũng chỉ là cách giang hải thật xa núp ở trong bóng tối nói vài câu độc địa nếu cô không đi ra thì để tôi vào anh giang anh đây là muốn khai chiến đúng không một tiếng kêu khẽ đột nhiên truyền đến người phát ra tiếng động chính là cô gái thánh khiết người lập dị Cảm nhận được hơi thở của Giang Hải, thâm tâm Morin cũng vì đó mà rung động. Nhưng cô ta là người lập dị, nên cô ta nhất định phải đứng về phe người lập dị. Người mà Giang Hải muốn giết lại là nô bộc của người lập dị. Khai chiến thì như thế nào? Giang Hải ngẩng đầu lên, khóe miệng mang theo tia châm chọc. Người lập dị thật sự cho rằng bọn họ có được một nửa thế giới thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Trên cõi đời này luôn luôn có một loại người thích chọn xương cứng để gặm cứ coi như người lập dị là diêm vương tái thế đi giang hải vẫn có thể liều mạng móc hai con mắt từ trên khuôn mặt họ xuống bọn họ đã chết chúng tôi cần một lời giải thích từ anh hư lạnh một tiếng trong hư không truyền đến giọng nói của một ông lão mặc áo bảo màu đen giang hải nghiêng đầu nhìn về phía ông lão kia ông ta cũng chọn chỗ đứng giỏi đấy chứ giang hải muốn giết được ông ta có lẽ sẽ cần phí không ít sức lực cô gái ma cà rồng kia nghe được câu nói của ông lão cả người không nhịn được mà run rẩy một hồi xong rồi chỉ cần giang hải nói ra cô ta chắc chắn sẽ chết phải chết vì giang hải trong lòng cô thật sự không cam lòng chút nào có điều câu nói sau đó của giang hải làm cô thở phào nhẹ nhõm tôi làm việc chưa bao giờ cần phải giải thích chuyện tôi làm tự có trời xanh chứng giám vậy cậu ngày hôm nay đến đây chính là muốn giết sạch người của tôi giọng nói của ông lão mang theo sự tức giận. Ông ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Hải giống như bị điên lên vậy, còn tới đây cố tình gây sự. Anh khẽ nhíu mày, nghe ra được thâm ý trong đó. Mặc kệ ông ta giả vờ không biết hay là thật sự không biết. Anh hiện tại không hề muốn giải thích cũng không hề muốn nói về chuyện đã xảy ra trước đó. Bây giờ, anh chỉ muốn giết lũ xúc sinh kia, để cho người lập dị nhớ thật kỹ, khi Giang Hải tức giận, thì sẽ có thể làm ra những chuyện gì. Chỉ có khi nắm giữ được thực lực mạnh mẽ, những con bọ này mới không dám tùy ý xúc phạm anh. Còn ai nữa, Giang Hải nghiêng cổ, hư lạnh một tiếng. Tôi giết hai con chó này, lẽ nào các người không muốn báo thù cho bọn họ sao? Tôi ở ngay đây, những người có bản lĩnh thì đến mà giết tôi. Đều là loài heo chó như nhau, vì sao không thể ở nguyên trong chuồng cơ chứ? Ai cũng trầm mặc không biết nói gì, không gian trở nên vô cùng tĩnh mịch không ai dám tiến lên nghinh chiến giang hải quá khủng bố ai không có đầu óc mà lao ra có khi trong nháy mắt đã mất mạng như chơi tội gì phải tự mình hại mình như thế chứ cô gái ma cà rồng mấy lần muốn lao ra nhưng cuối cùng vẫn không dám đối mặt với giang hải giống như phải nhận lấy lời phán xét tử vong vậy lúc này giọng nói của ông lão ngoài dự đoán vang lên khiến cho cậu ta quy phục rồi mang đi đây là mệnh lệnh của chủ nhân, bọn họ dù có phải đánh đổi bằng mạng sống cũng phải hoàn thành mệnh lệnh. Đối với một con chó trung thành mà nói, cắn được một nhát ở thời khắc sống sót cuối cùng cũng là sứ mệnh, là giá trị tồn tại của bọn họ. Mà cả rồng bay lượn giữa không trung, két, két kêu liên hồi. Người sói chạy đến nỗi như trời sập, mặt đất cứ thế rung động kịch liệt. Sắc mặt Giang Hải bình tĩnh. Hai mắt anh nheo lại, khuôn mặt lạnh như băng, từ sâu trong ít hầu nặn ra mấy chữ, khoản nợ này chính là dùng máu để trả lại. Người sói ra tay, ma cả rồng ra tay, tất cả gào rú liên hồi, két, két kêu liên hồi, mà giang hải giống như núi cao, sừng sững bất động. Cho đến khi gã người sói đầu tiên lại gần bất chợt chừng lớn hai mắt. Bốp, một cái tát thanh thúy vang dội cơ thể cường tráng của người sói giống như chiếc lá rụng bị thổi bay, bay thẳng ra ngoài. Bốp, lại là một cái bà tai. Giang Hải nhìn cũng chẳng thèm nhìn, không cần rõ mặt mũi như thế nào, cứ thế cho thẳng một cái bạt tai. Gã người sói kia ngã vào trong vách tường, run rẩy vài cái, nửa người bên ngoài vách tường bất động. Thân thể người sói cực kỳ cường tráng, vậy mà mới nhận một cái tát đã choáng luôn. Bất kể là người sói hay ma cả rồng còn lại đều vô cùng kinh hãi. Một cái bà tai đã giết chết một người sói, thực lực Giang Hải mạnh đến mức này, như thế chẳng khác gì nói với bọn họ, đây cũng mới chỉ là một phần sức mạnh còn chưa dùng hết toàn lực đúng không trong góc tối người lập dị vẫn giấu mình dưới lớp áo đen như trước dẫn đầu chính là ông lão kia giờ phút này cánh tay của ông ta có chút run rẩy trong lòng vô cùng phẫn nộ giang hải đến rồi đi khi lấy được linh bài rồi lại tới gây sự thực sự là đáng ghét tới cực điểm cùng lúc ông ta cũng cảm thấy thật may mắn may mắn lúc trước bọn họ không có đồng loạt ra tay bắt giữ giang hải nếu làm như vậy thật, hậu quả chắc chắn ngoài sức tưởng tượng. Con rơi từ không trung lao xuống. Giang Hải vẫn không ngẩng đầu, vung tay tát một cái. Tất cả đều bị Giang Hải đánh đến bay người, cả ma cả rồng cũng không ngoại lệ, nằm vật ra trên mặt đất, không rõ sống chết. Thẳng cho đến khi một cỗ khí tức quen thuộc rất nhanh tới gần. Cô ta rốt cục cũng không nhịn được nữa mà lao ra. Giang Hải khẽ vươn tay bắt lấy cổ tay cô gái kia, bóp chặt tay còn lại giữ lấy cổ họng của cô ta. Bởi vì sai lầm của cô, rất nhiều người đã phải chết thảm. Không hổ danh là người lập dị, nuôi dưỡng một con chó ngoan như vậy. Giang Hải nhấc cô ta lên, nhìn thấy trong miệng thiếu đi một cái răng nanh. Cô gái mà cả rồng hô hấp khó khăn, muốn dẫy dụa thoát ra, lại bị Giang Hải véo ở cổ một cái, toàn thân đã không còn sức lực nữa. Sinh mệnh chậm rãi trôi dần đi, tinh thần của cô cũng bắt đầu tan rã. Cô ta rất muốn dùng miệng cắn lên tay anh, chỉ cần khẽ cắn một chút thôi, độc dược được giấu ở trong kẽ răng sẽ lập tức phát tán ra. Nhưng cô lại không thể làm được, ngay cả đến việc nhấc mí mắt lên để nhìn Giang Hải cô ta cũng không còn đủ sức nữa. Muốn chết dễ dàng như vậy sao? Tôi sẽ để cho cô chết, nhưng mà, phải từ từ chết. chương 260 Mở cái hộp ra, ánh mắt Diệp Thụy Nguyệt sáng ngời, nâng cái hộp lên, giọng nói kích động có chút run rẩy. Cái này, là tặng tôi. Tất cả đều là tặng tôi sao? Giang Hải gật đầu, mỉm cười. Cô gái này, một món quà nhỏ thôi mà đã hạnh phúc đến thế này. Nhà họ Tống ở thành phố ra, cái gì cũng không thiếu, mấy thứ đá quý, ruby này, Diệp Thụy Nguyệt thấy nhiều rồi, sợ là từ nhỏ đã cầm làm đồ chơi cũng nên. Tuy nhiên, đối với cô, những đồ trang sức này có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Bởi vì, đây là Giang Hải tặng. Bây giờ, với một mỏ quặng rồi sẽ có vô số đá quý trong tương lai không chỉ diệp thụy nguyệt giang hải còn dặn tinh hà làm mấy bộ giữ lại làm quà tặng cố uyển như nhất định sẽ được tặng một bộ tốt nhất còn có cả mẹ vợ nữa tập đoàn uyển như có mấy cô nhân viên cũng rất được hay là mấy người quản lý cấp cao kia nữa họ cũng có vợ con mà cứ coi như là một phần thưởng cho họ nó cũng là một ý tưởng rất hay cả ngày diệp thụy nguyệt đều đang nghiên cứu những trang sức này trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc cứ như đã quên đi bệnh tật trên người mình cô mà đeo mấy thứ này ra ngoài sẽ bị người ta lầm tưởng là con gái của mất ông đại gia chân đất đấy giang hải cũng bị chọc cười diệp thụy nguyệt đeo tất cả trang sức lên người trông thật sự rất lố bịch trông như mấy đại gia chân đất vậy quê hết sức nhưng diệp thụy nguyệt lại rất vui vẻ có lẽ cũng cảm thấy quá lố nên cô ấy tháo xuống một ít nhưng vẫn giữ lại ba món đeo trên người. Anh mới giống con trai ngốc của đại gia chân đất ấy. Hừ nhẹ một tiếng, Diệp Thụy Nguyệt nói đùa với Giang Hải. Mấy ngày qua sớm chiều ở chung, quan hệ giữa hai người cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Diệp Thụy Nguyệt cũng biết, Giang Hải sẽ nuông chiều tính tình đại tiểu thư của mình. Nhưng, đối với Giang Hải mà nói, Diệp Thụy Nguyệt là tiểu thư khuê các, làm gì có tính tình của mấy đại tiểu thư nhà giàu. Nó chỉ là một chút nũng nịu của một người phụ nữ mà thôi. Chúng ta lại cùng ngốc luôn à, Giang Hải cười nói đùa. Bên này vừa mới bắt đầu xây dựng, nếu như cô thích, sau này sẽ làm vài món tinh xảo hơn tặng cô. Diệp Thụy Nguyệt lại lắc đầu. Cô cũng không phải vì thích đá quý, mà cái cô để ý chính là tâm ý của Giang Hải. Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, ấy nấy cũng tốt, coi cô là em gái cũng được. Diệp Thụy Nguyệt đều cực kỳ trân trọng thời gian được ở cạnh Giang Hải. Ba ngày sau, trên lưng Giang Hải là chiếc ba lô to lớn, mang theo Diệp Thụy Nguyệt, lên một chiếc du thuyền. Giang Hải lấy thân phận khách du lịch đi Nhật, du thuyền, mặc dù chậm, nhưng lại là một lựa chọn rất tốt. Trên một chiếc du thuyền dễ dàng để che giấu danh tính hơn. Lãnh tụ của giới lái buôn thế lực hắc ám phương Đông, rời khỏi Đông Phương Thần Châu đến Nhật, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng có thể tưởng tượng được thậm chí, trước khi đi, Giang Hải đã bố trí đầy đủ sẵn rồi. Nếu mình có bất kỳ bất chắc nào, lập tức để bố Phạm tiếp nhận truyền thừa đế vương. Giang Hải chỉ mua khoang hạng nhất bình thường một chút. Diện tích không lớn, đủ để hai người nghỉ ngơi là được rồi. Chiếc du thuyền này có lộ trình định kỳ, là sản nghiệp của của công ty vận tải số 1 ở Nhật, tổng cộng có hai chiếc, chiếc này sang trọng hơn một chút. Đương nhiên, giá vé cũng đắt hơn nhiều. Du thuyền dừng lại ở Thái Lan trong một ngày, sau khi hành khách lên và xuống, sẽ lại tiếp tục chuyến hành trình 7 ngày trên biển. Ngay cả nhân viên soát vé bình thường cũng là một võ giả tiểu thành, có thể thấy được lực lượng an ninh của con thuyền này mạnh đến mức nào. Những người này, mặc đồng phục, thái độ phục vụ khá tốt, đều tươi cười chào đón mỗi khách hàng. Kiểm tra vé, một thanh niên ngăn Giang Hải Ali. Người này, không cao lắm, da ngăm đen, nhưng khí thế tỏa ra cũng không thua kém nghiệp ra, nam chiến là bao. Giang Hải hơi nhíu mày. Vé của tôi có vấn đề gì sao? Thanh niên cười nhìn Diệp Thụy Nguyệt ăn mặc kín mít. Diệp Thụy Nguyệt sợ ánh sáng, nhưng đây không phải là lý do bị kiểm tra nhiều lần. Không, quý khách, anh đã hiểu lầm rồi. Người thanh niên đưa ra một tấm thẻ. Đây là vé vào khu vui chơi, 4 tiếng nữa sẽ tổ chức một bữa tiệc. Quý khách nhớ đừng bỏ lỡ giang hải mặt không chút thay đổi lạnh như băng nói tôi không cần tôi cảm thấy người bạn này của quý khách hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú đấy hơn nữa có một tấm vé vẫn tốt hơn không có mà biết đâu lúc nào đó anh lại muốn đi giang hải nghiêng đầu cô muốn đi xem sao đi chơi mà không chỉ có con gái tất cả mọi người đều thích nhất là quyết định đi đi nhật bằng du thuyền chẳng phải là vì sự xa hoa và môi trường thoải mái trên du thuyền sao Giang Hải biết, khu vui chơi chỉ chiếm một khu vực rất nhỏ, bữa tiệc mà người thanh niên này nói, hơn phân nửa là tụ tập cá cược. Nhưng mà Diệp Thụy Nguyệt lại không biết. Được, cảm ơn. Bốn tiếng, đủ để tàu đi ra biển khơi. Ở sâu trong đại dương vô biên, đừng nói là cá cược, cho dù là giết người cũng không thể truy cứu. Loại khách trên du thuyền này, có người là vì du ngoạn, có người là vì kinh doanh, còn kinh doanh cái gì, thì rất nhiều loại. Sau khi viết qua, giang hải cất bước muốn đi nhưng người thanh niên vẫn ngăn cản trước mặt nụ cười trên mặt trở nên có chút phức tạp thưa anh anh còn chưa thanh toán tiền vé giang hải khẽ nhíu mày bao nhiêu anh cho bao nhiêu cũng được cả cậu ta rất tự nhiên nói giang hải thiện tay móc ra mấy tờ tiền có mệnh giá lớn đưa cậu ta cậu thanh niên vội vàng nhận lấy anh diệp thụy nguyệt không vui rút đi tấm vé trong tay giang hải giang hải nắm lấy cổ tay diệp thụy nguyệt nghiêng đầu mỉm cười chậm rãi lắc đầu đi đến đâu phải tuân thủ quy tắc ở đó đối với người thanh niên này đây chính là việc làm ăn của cậu ta mấu chốt nhất chính là giang hải còn có ý đồ khác lại lấy ra mấy tờ tiền nữa đưa qua mỉm cười chúng ta kết bạn được chứ bạn những người như vậy chỉ làm bạn với tiền nhưng giang hải có tiền nếu cần thì anh vẫn sẽ rất chịu khó tiêu tiền đây chính là tín hiệu giang hải gửi đến cậu thanh niên cậu ta quả nhiên là một người hiểu chuyện trên mặt lập tức chất đầy nịnh ngọt chuyến đi này không tốn công vô ích rồi gặp được đại gia rồi nhận tiền lại đưa cho giang hải một tấm thiệp nhỏ thưa anh nếu có nhu cầu anh cứ đến khoang hạng ba đến tìm tôi nhé giang hải mỉm cười gật đầu lúc này bên cạnh một người vội vàng đi qua đụng vào bả vai diệp thụy nguyệt giang hải khẽ nhíu mày khẽ hừ một tiếng. Cậu thanh niên cũng phản ứng rất nhanh, mạnh mẽ ra tay, nắm lấy cổ tay người đàn ông kia. "Anh bạn, đồ của bạn tôi bị mất, xin hỏi anh có nhìn thấy không?" Giọng điệu rất thân thiện, trên mặt còn nở nụ cười. Nếu không biết, còn thực sự nghĩ rằng đó là một lời chào hỏi bình thường. Người đàn ông quay đầu lại, vẻ mặt rất nguy hiểm, nhưng lập tức đã nhe răng cười, xòe tay ra, trong lòng bàn tay cầm một đồ trang sức bằng ngọc. "Đúng lúc" vừa nhặt được, hẳn là của bạn anh. Cậu thanh niên cầm lấy món đồ trong tay, lúc này mới buông cổ tay đối phương ra, miệng liên tục nói cảm ơn. Diệp Thụy Nguyệt không rõ nguyên nhân, thật sự cho rằng Nam Chiến cẩn thận làm rơi. Nhưng người đàn ông cai không nghe Diệp Thụy Nguyệt nói lời cảm ơn, quay người bước nhanh rời đi. Giang Hải lại lấy ra một sấp tiền, làm quà tạ lễ tặng cho cậu thanh niên. Giá trị của sấp tiền ấy còn cao hơn miếng ngọc bị rơi rất nhiều. Diệp Thụy Nguyệt lại muốn ngăn cản, Giang Hải lại kéo cô ta về phía sau. Ôi, anh cho tôi nhiều quá. Nhà họ Tống không thiếu chút tiền này, Diệp Thụy Nguyệt cũng không phải tiếc tiền. Quan trọng nhất là từ khi còn nhỏ, cô ta đã được giáo dục, khi ở bên ngoài, không nên tiết lộ sự giàu có của mình. Mà hành vi của Giang Hải, chính là làm cho người ta có một loại cảm giác, đây là một tên ngu ngốc lắm tiền. Nhưng, Giang Hải lại thở ơ, không nói gì. Mọi chuyện cũng chỉ là chút chuyện nhỏ làm gián đoạn thôi, chỉ một lát sau, anh đã cùng Diệp Thụy Nguyệt đi vào khoang thuyền của mình. Sao anh lại hành động kỳ quái vậy? Diệp Thụy Nguyệt rất khó hiểu, hơn nữa, có rất nhiều chỗ cô ta cảm thấy khó hiểu. Trước hết, tại sao lại cho cậu thanh niên kia nhiều tiền như vậy, rõ ràng tấm vé đó chính là lừa gạt. Mặc dù Diệp Thụy Nguyệt cũng không biết là khu vui chơi vốn dĩ không cần vé, nhưng cô vẫn cảm thấy cậu ta là lừa đảo. Thứ hai, Giang Hải lại làm bạn với một kẻ lừa đảo, hơn nữa, làm bạn mà còn cần đưa tiền sao? Điều khiến Diệp Thụy Nguyệt nghĩ hiểu nổi nhất chính là, rõ ràng là một người khác nhặt đồ của cô ta, nhưng Giang Hải lại cho cậu ta rất nhiều tiền để cảm ơn. Hơn nữa, tiền Giang Hải đưa còn đủ để mua hai mặt dây chuyền như vậy ấy chứ. Giang Hải mỉm cười, một chuyến này, dù thế nào cũng không tránh được Diệp Thụy Nguyệt. Kế tiếp, Diệp Thụy Nguyệt sẽ thấy rất nhiều cảnh tượng, cả đời này cô ta có thể cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Cho nên trước đó, Giang Hải nhất định phải nói trước với cô ta, để tránh cô ta lỡ miệng nói sai, làm sai điều gì, lại gây phiền toái cho anh. Nghe Giang Hải nói xong, Diệp Thụy Nguyệt kinh ngạc há to miệng. Vậy tại sao anh lại thả tên trộm đó đi? Giang Hải rất muốn nói, ai mà chẳng phải kiếm miếng cơm, nhưng lý do chính là Giang Hải không thể tùy tiện động thủ, quá dễ bị người khác chú ý, dễ bại lộ thân phận. Giang Hải thì không sợ hãi gì, nhưng chủ yếu là, chuyến đi này, anh còn mang theo cả Diệp Thụy Nguyệt. Một cô gái mềm yếu đến mức dẫm chết một con kiến cũng phải đau lòng nửa ngày. Tuy nhiên, điều này rõ ràng không phù hợp với quan điểm của Diệp Thụy Nguyệt. Theo quan điểm của cô ta, làm những điều xấu sẽ bị trừng phạt. Nhưng trong quan điểm của Giang Hải, trộm cũng là một nghề nghiệp. Tên trộm này, không đơn giản, nếu như không phải là Giang Hải, sợ là cũng khó có thể phát hiện được có đồ bị lấy cắp. Còn cậu thanh niên kia, kỹ xảo trộm đồ cũng không phải bình thường, nhưng cậu ta vẫn nhìn ra. Quả nhiên, trên thuyền này ngư long hỗn tạp, thần tiên quỷ quái, gì cũng có. Mỉm cười vỗ vỗ bả vai Diệp Thụy Nguyệt. Con người luôn rất dễ tin tưởng vào thứ mình nhìn thấy, nhưng đôi khi, những gì mình nhìn thấy lại không phải là sự thật. Nhất là phụ nữ, lại càng dễ đánh giá sai sự việc. Diệp Thụy Nguyệt nhíu mày, gõ gõ ngón tay lên cầm suy nghĩ, vì sao phụ nữ lại càng dễ đánh giá sai sự việc. Bởi vì quá thông minh. Thông minh, Diệp Thụy Nguyệt suy tư, chuyện này có liên quan gì đến trí thông minh? Mãi một lúc Diệp Thụy Nguyệt mới hiểu ra, mặt đỏ bừng, hai tay vò vò góc áo. Biểu môi ngồi sang một bên, má cũng phồng lên. Giang Hải đang nói cô ngốc. Màn đêm buông xuống, bị Diệp Thụy Nguyệt lôi kéo, đứng lên bong tàu dài, ngắm hoàng hôn ngắm hoàng hôn trên biển đúng là cảm giác khác hẳn. Trên mặt biển minh mông, mặt trời đỏ như viên bi sắt nung đang dần lặng xuống biển. Vì lý do thời tiết, giữa không chung, cũng xuất hiện một nửa vòng cầu vồng. Vô V kép V đẹp quá. Tựa vào lan can thuyền, Diệp Thụy Nguyệt hai tay chống cằm, nhìn không chớp mắt. Giang Hải thì chỉ hờ hứng, loại cảnh tượng này, anh đã nhìn đến chán rồi. Điều khiến Giang Hải ấn tượng nhất chính là 5 năm, năm trước giang hải toàn thân đầy máu bị ném xuống biển vết thương ngâm trong nước muối đau nhức dữ dội khi đó trong lòng giang hải thủy chung sáng ngời một ngọn đèn sáng lúc ấy giang hải còn không biết cô gái kia tên là cố uyển như được sư phụ cứu và vớt lên bong tàu giang hải cố gắng mở mắt ra khoảnh khắc đó giang hải nhìn thấy cũng là cảnh như bây giờ mặt trời đỏ từ từ chìm xuống đáy biển mặt trời đỏ ấm áp, giống như khuôn mặt tươi cười của một người đàn ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 260.